Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Chương 4601. Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía Tiêu Chính Văn, dẫu sao đây cũng không phải chiến thư của người bình thường mà lại là chiến thư của trưởng lão Thanh Dương. Đồng thời, ông ta cũng đại diện cho chiến lực mạnh nhất của Vạn Kiếm Cốc. Hơn nữa, trưởng lão Thanh Dương đã đột phá lên thiên cảnh từ mấy nghìn năm trước, mà Tiêu Chính Văn chỉ mới vừa đặt chân lên ngưỡng thiên cảnh này mà thôi. Mặc dù mấy người Điền Văn cũng có khí thức thiên cảnh, nhưng bọn họ vẫn không thể nhảy qua được rãnh trời đó, vậy nên không thể coi là cao thủ thiên cảnh thực thụ. Chỉ có thể coi là bán bộ thiên cảnh, mà cảnh giới thiên cảnh này cũng là một đường ranh giới chân chính, hoặc là đột phá lên, hoặc là cảnh giới sẽ không ngừng thụt lùi. Đây cũng chính là điểm mấu chốt mà rất nhiều thế hệ lão làng từ đầu chí cuối đều không muốn xảy nốt bước này. Dù là đỉnh cao đế cảnh thì cũng sẽ không xuất hiện tình trạng cảnh giới không ngừng thụt lùi, nhưng thiên cảnh thì lại khác, một khi đột phá thất bại, thậm chí có thể từ đế cảnh tụt trở về cảnh giới nhân hoàng. Vậy nên mấy người Điền Văn ở trước mặt cao thủ thiên cảnh thực thụ căn bản không thể coi là thiên cảnh, chỉ có thể xem là đỉnh cao đế cảnh, khoảng cách đến với thiên cảnh thật sự, dù chỉ còn nửa bước chân nhưng xét về thực lực thì vẫn có cách biệt rất lớn. Nhưng dù là trưởng lão Thanh Dương hay là Tiêu Chính Văn, hai người bọn họ mới là cao thủ thiên cảnh thực thụ. Còn về trưởng lão Thanh Dương thì đương nhiên không cần phải nhiều lời, ông ta đã đạt tới cảnh giới này từ mấy nghìn năm trước, trận chiến kia của Tiêu Chính Văn và mấy người Điền Văn cũng đủ để nói rõ tất cả rồi. Vậy nên trận quyết đấu sinh tử giữa hai cao thủ thiên cảnh thực thụ, e rằng cũng là lần đầu xuất hiện trong suốt mấy nghìn năm qua. Vậy nên tất cả mọi người đều nhìn về phía Tiêu Chính Văn, chỉ cần anh gật đầu đồng ý. Trận chiến đêm nay nhất định sẽ nhận được sự chú ý cao độ của hàng tỷ người ở vùng ngoài lãnh thổ. Cũng có thể nói, trận chiến này sẽ thay đổi cục diện hiện có của cả vùng ngoài lãnh thổ. Dẫu sao Tiêu Chính Văn cũng đại diện cho sức mạnh của thế tục, mà trưởng lão Thanh Dương lại đại diện cho các phương ở vùng ngoài lãnh thổ. Nói cách khác, đây là trận quyết đấu đỉnh cao thực thụ giữa giới thế tục và vùng ngoài lãnh thổ. Vậy nên đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý cực lớn từ các phương, không chỉ là những người đang có mặt. Lúc này, dù là Bắc vực bị huyết tộc kiểm soát hay là Tây vực, có thể nói, bốn khu vực lớn và cả nước Tề nước Ngụy đều đang chờ đợi câu trả lời của Tiêu Chính Văn. Bởi vì những lời ban nãy của trưởng lão Thanh Dương đã lan truyền khắp cả vùng ngoài lãnh thổ rồi. Tiêu Chính Văn cũng quay đầu nhìn về phía Hỏa Sơn, lạnh lùng nói, ông muốn đấu thì đấu. Chỉ một câu nói ngắn ngủi đã đủ để tỏ rõ thái độ của Tiêu Chính Văn. Trận chiến này chắc chắn cũng sẽ chấn động cả vùng ngoài lãnh thổ. Việc gì nên tới rồi cũng sẽ tới, mà trận chiến này, Tiêu Chính Văn căn bản cũng chẳng thể tránh được. Từ lúc Tiêu Chính Văn đặt chân lên thiên cảnh tới nay đã trở thành cái gai trong mắt trưởng lão Thanh Dương. Chương 4602. Mấy nghìn năm trở lại đây, biết bao nhiêu thế hệ thanh niên vừa mới đặt chân lên thiên cảnh đều chết trong tay trưởng lão Thanh Dương. Nếu như không phải ông ta giết hết tất cả những kẻ kế tục của thiên cảnh thì Vạn Kiếm Cốc hiện nay cũng sẽ không trở nên biệt lập ở vùng ngoài lãnh thổ. Trở thành thế lực lớn một phương có thể đối kháng với Thiên Đạo Minh Ước. Mà bố của Trần Huy Tổ năm đó cũng chết trong tay người này. Lúc đó, hai người bọn họ thân thiết như anh em, nhưng ai mà ngờ được trưởng lão Thanh Dương lại đột nhiên ra tay thâm độc với nhà họ Trần như thế. Vậy nên, trận chiến này, dù nhìn từ góc độ nào thì Tiêu Chính Văn cũng không có lý do để né tránh. Huống hồ gì Tiêu Chính Văn vừa giết chết đứa con trai độc nhất của trưởng lão Thanh Dương. Trận chiến này chắc chắn sẽ thay đổi trạng thái cân bằng hiện tại của vùng ngoài lãnh thổ. Bàng Uyên cũng thở dài một tiếng. Mặc dù thực lực của Bàng Uyên cao hơn nhiều so với trưởng lão Thanh Dương, nhưng trận chiến này ông ta lại chẳng thể nhúng tay vào. Một mặt, nhà họ Doanh sẽ không tùy tiện lật mặt với Vạn Kiếm Cốc, mặt khác, có một số con đường cần Tiêu Chính Văn tự mình đi. Cậu Tiêu, tuyệt đối phải cẩn trọng. Bàng Uyên dặn dò Tiêu Chính Văn. Mặc dù ông ta và mấy người Trương Nghi đều hết sức coi trọng Tiêu Chính Văn, nhưng dẫu sao thì trưởng lão Thanh Dương cũng đã là cường giả lão làng ở cảnh giới thiên cảnh này rồi. Chỉ riêng một ánh mắt đã có thể dấy lên nghìn tầng hơi nóng, từ điểm này đã đủ để thấy được thủ đoạn của trưởng lão Thanh Dương tuyệt đối không phải là thứ mà cường giả thiên cảnh thông thường có thể so bì được. Ông ta có thể coi là sự tồn tại đỉnh cao trên cảnh giới thiên cảnh này rồi, cậu Tiêu. Tuyệt đối không được xem nhẹ ông ta đâu, Tần Lương Ngọc cũng tiến lên trước nói. Trong số mọi người, cũng chỉ có Trần Huy Tổ siết chặt tay thành nắm đấm, có thể nói, ông ta là người hy vọng nhìn thấy trưởng lão Thanh Dương chết trong tay Tiêu Chính Văn nhất.
nhưng lúc này, ông ta cũng không khỏi cảm thấy lo lắng cho Tiêu Chính Văn. Dẫu sao Tiêu Chính Văn cũng chỉ vừa mới đột phá mà thôi. Ồ, đỉnh cao của cảnh giới này, Tiêu Chính Văn quay đầu nói với Tần Lương Ngọc. Thật ra ông ta cũng không phải là cảnh giới đỉnh cao, dẫu sao ở trên cảnh giới thiên cảnh này, cách biệt giữa mỗi bậc cảnh giới nhỏ cũng là rất lớn. Thứ gọi là thiên cảnh chính là hợp vào làm một với đất trời, vậy nên cảnh giới này cũng cực kỳ khác với những cảnh giới khi trước. Một khi đặt chân lên thiên cảnh thì sẽ có thể kiểm soát đất trời, cùng thọ với đất trời, cùng uy với đất trời, thậm chí giơ tay nhấc chân cũng có thể ảnh hưởng tới đất trời một phương. Chỉ có điều, bên trên thiên cảnh còn có cảnh giới cao hơn, chỉ có đạt tới cảnh giới đó thì mới có thể xem là đỉnh cao thế gian thực thụ. Chương 4603 chỉ là cảnh giới đó đã xuất hiện gián đoạn từ lâu. Từ sau khi Đại Tần diệt vong, có rất ít người có thể đạt được tới cảnh giới đó. Còn về cái gọi là đỉnh cao thế gian thì chẳng qua cũng chỉ là một cách ví von đối với cường giả thiên cảnh mà thôi. Có thể nói, đối với người bình thường mà nói, đạt tới thiên cảnh cũng chẳng khác gì đạt được tới đỉnh cao một đời. Bạch Khởi năm đó cũng đạt tới được cảnh giới đỉnh cao của thiên cảnh, vậy nên mới trở thành nhân vật cấp truyền thuyết của vùng ngoài lãnh thổ. Bàng Uyên thân là người cùng thời đại với Bạch Khởi đương nhiên hiểu quá rõ về chuyện này. Bạch Khởi năm đó từng đột phá lên cảnh giới cao hơn thiên cảnh, vậy nên ông ta mới tạo ra được thần thoại, chỉ có điều ở trước ông ta, thiên cảnh vẫn luôn được nhận định rằng là số một thế gian. Chỉ có từ sau lúc đó, thiên cảnh mới không còn là sự tồn tại giống như thần thoại nữa. Hoặc là nói, cũng chỉ có đạt được tới cảnh giới như vậy mới có thể thật sự thoát ra khỏi ngoại vật, trở thành số một thế gian. Bàng Uyên nói tới đây cũng không khỏi thở dài một tiếng. Còn về cảnh giới bên trên thiên cảnh thì ông ta căn bản không thể dùng lời nói để hình dung, bởi vì cảnh giới đó quá mạnh. Thậm chí còn đủ để sánh ngang với thần tiên trong truyền thuyết của nhân gian. Chỉ có điều, Thanh Dương đã dừng lại ở cảnh giới thiên cảnh này quá lâu nên rõ ràng ông ta không có đối thủ ở bậc cảnh giới này. Hoặc là nói, không một ai có thể chiến thắng ông ta ở cảnh giới thiên cảnh này. Bàng Uyên lại bổ sung thêm một câu. Thật ra đây cũng là điều dễ hiểu. Tất cả mọi thứ trong thế gian đều cần phải tích lũy, mà sự tích lũy mấy nghìn năm của Thanh Dương hay sự hiểu biết về cảnh giới này cũng chẳng phải là thứ mà người khác có thể so bì. Vậy nên, nói ông ta là đỉnh cao của bậc cảnh giới này cũng không có quá lời, chỉ có điều, Tiêu Chính Văn cũng có con át chủ bài, dù Thanh Dương có ổn định ở bậc cảnh giới này bao lâu đi nữa thì Tiêu Chính Văn cũng có đủ tự tin để đấu với ông ta một trận. Thấy biểu cảm của Tiêu Chính Văn vẫn như thường, ánh mắt bình thản. Dường như không có bất cứ sự sợ hãi nào, Bàng Uyên cũng khẽ gật đầu, thế nhưng lại lên tiếng thêm lần nữa, điểm khác biệt lớn nhất của cảnh giới thiên cảnh với các cảnh giới khác chính là bất cứ lúc nào cũng có thể tụt hạng. Cả vùng ngoài lãnh thổ, trước giờ chưa ai có thể bảo toàn được nghìn năm ở trên cảnh giới thiên cảnh cấp 1 này, bởi vì tuyệt đại đa số mọi người hoặc là có thể đột phá lên cấp 2, hoặc là tụt hạng xuống từ thiên cảnh. Thế nhưng người này lại có thể đứng vững ở thiên cảnh cấp 1. Điều này đã nói lên rằng thực lực của ông ta hết sức siêu phàm. Có thể nói, trưởng lão Thanh Dương có thể nổi danh khắp vùng ngoài lãnh thổ không phải là do thực lực của ông ta đã đạt tới ngưỡng đỉnh cao mà là vì ông ta là người có thể giữ ở thiên cảnh cấp 1 suốt cả nghìn năm, cả vùng ngoài lãnh thổ chỉ có ông ta làm được. Chương 4604 thật ra cả vùng ngoài lãnh thổ, ở trước cậu thì chỉ có một mình ông ta ở thiên cảnh cấp 1 thực thụ. Bây giờ cậu mới là người thứ hai. Mà đó chẳng qua chỉ là bán bộ thiên cảnh mà thôi, còn lâu mới đạt được tới trình độ thiên cảnh. Bàng Uyên liếc nhìn mấy người Điền Văn, trầm giọng nói. Ồ, giữa thiên cảnh và đế cảnh lại xuất hiện gián đoạn à, Tiêu Chính Văn nhíu mày nói. Theo như cách nói của Bàng Uyên, vùng ngoài lãnh thổ hẳn vẫn còn có thiên cảnh cấp 2 thậm chí là cảnh giới cao hơn, người ở đỉnh cao đế cảnh đương nhiên sẽ không ít. Ít nhất mấy người Tần Lương Ngọc bây giờ đều đạt được tới ngưỡng này. Thế nhưng chỉ có thiên cảnh cấp 1 thì gần như không có sự xuất hiện mới, điều này cũng khẳng định rằng vùng ngoài lãnh thổ sẽ không còn có cao thủ thiên cảnh mới xuất hiện nữa. Không sai, đây cũng là nguyên nhân quan trọng tại sao vùng ngoài lãnh thổ vẫn luôn không thể chiến thắng được cao thủ ở vùng ngoài vũ trụ. Mà bây giờ sự thiếu hụt cao thủ của thế lực các phương ở vùng ngoài lãnh thổ lại chẳng thể được bổ sung, vậy nên thế tiến công của vùng ngoài vũ trụ mới ngày càng mãnh liệt. Những năm vừa qua, con số thương vong của chiến trường vùng ngoài vũ trụ cũng hết sức khả quan, thế lực các phương đều suy yếu ở các mức độ khác nhau,
ngay cả cao thủ trong mấy hoàng tộc lớn cũng tổn hao mất quá nửa. Thế nhưng dù nói thế nào thì Tiêu Chính Văn cũng đã tiếp nhận chiến thư, trận chiến giữa anh và trưởng lão Thanh Dương đã không thể né tránh được. Tiêu Chính Văn chỉ quay đầu liếc nhìn về phía Thành Minh Nguyệt, sau đó dẫn đám người nhà họ Trương rời đi. Với tình hình bây giờ, dù có để lại Long Mạch ở đây thì cũng chẳng thể thay đổi được thế cục của Thành Minh Nguyệt. Bởi vì thời cơ áp chế âm phủ thật sự đã qua mất, lúc này mặc dù chỉ có Thành Minh Nguyệt bị ảnh hưởng, thế nhưng Tiêu Chính Văn lại có dự cảm rằng trong tương lai không lâu nữa, gần như cả vùng ngoài lãnh thổ đều sẽ bị liên lụy. Còn để cho người nhà họ Trương ở lại nơi này sẽ chỉ làm tăng con số thương vong lên mà thôi. Tiêu Chính Văn và đám người nhà họ Trương vừa mới rời đi, những người khác cũng đồng loạt hoàn hồn trở lại. Cậu Tiêu, xin đợi một chút, người nhà họ Trương không thể rời đi, nếu không nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn. Đúng vậy, cậu Tiêu, nếu như không đàn áp được người của âm phủ thì e rằng cả vùng ngoài lãnh thổ đều sẽ bị liên lụy, tới lúc đó chắc chắn trăm họ sẽ phải lầm than. Không sai, nếu như không phải ban nãy cậu Tiêu ra tay, bây giờ Thành Minh Nguyệt đã bị phong tỏa từ lâu rồi, thế nhưng bây giờ thời cơ đã qua, cậu không thể phớt lờ Thành Minh Nguyệt không quan tâm chứ. Thế nào là tôi phớt lờ mấy người không quan tâm? Tiêu Chính Văn cười khẩy, nhìn về phía người kia mà chất vấn, ngay từ ban đầu, là ai đuổi người nhà họ Trương ra khỏi Thành Minh Nguyệt? Hachiki Orochi và đám người Vi Hào luôn miệng nói muốn tiêu diệt nhà họ Trương, lúc đó mấy người ở đâu? Chương 4605 lúc nhà họ Trương bị Hòa Thượng Tanaka đuổi ra khỏi Thành Minh Nguyệt, mấy người không phải vẫn còn cười nhạo nhà họ Trương hay sao? Thế nào, bây giờ thật sự xảy ra chuyện rồi, mấy người lại muốn trách tội lên trên đầu tôi à? Người bị Tiêu Chính Văn không ngừng chất vấn chính là một giáo chủ áo đỏ, ông ta vốn định đổ mối họa này cho Tiêu Chính Văn, nhân đây lấy lại một số tổn thất của Thánh Giáo Đình từ phía Điện Thần Long. Kết quả lại bị mấy câu nói của Tiêu Chính Văn làm cho nghẹn họng. Ban đầu lúc nhà họ Trương bị người Vi Hào ức hiếp, bên phía Thánh Giáo Đình quả thực đã cười nhạo nhà họ Trương, hơn nữa còn là bọn họ âm thầm nghe theo Hòa Thượng Tanaka đích thân lộ diện đuổi nhà họ Trương đi. Cậu Tiêu, không thể nói như vậy được đâu, ban nãy là cậu khăng khăng ngăn cản mọi người, không cho chúng tôi phong tỏa Thành Minh Nguyệt, bây giờ lại muốn bỏ mặc không quản, chuyện này tôi ngăn cản mấy người lúc nào. Ban nãy tôi còn bảo mấy người phong tỏa Thành Minh Nguyệt luôn đi, nhưng là bản thân mấy người không muốn đấy chứ. Hơn nữa sau khi tôi vào trong Thành Minh Nguyệt, người của Điện Thần Long có từng ngăn cản mấy người phong tỏa thành hay không? Bản thân mấy người không phong tỏa mà lại trách tội lên trên đầu tôi, ai cho mấy người cái dũng khí này thế? Vừa nói dứt lời, Tiêu Chính Văn đã giơ tay giáng thẳng một cái tát lên trên mặt người đó. Mặc dù những lời Tiêu Chính Văn nói quả thực là sự thật, thế nhưng trước lúc đó, Tiêu Chính Văn đã tự tay ném mấy người Khổng Tề Thiên vào bên trong Thành Minh Nguyệt, như vậy thì người ta biết phong tỏa thành kiểu gì. Thế nhưng đã có người bị ăn tát, ai còn dám nhiều lời nữa đây? Hơn nữa với tình hình bây giờ thì chẳng bao lâu nữa, gần Thành Minh Nguyệt nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn. Tiêu Chính Văn cũng không phí lời thêm với mấy người này, anh dẫn đám người nhà họ Trương rời khỏi Thành Minh Nguyệt. Mấy người Khổng Tề Thiên chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Chính Văn dẫn người rời đi, nhất thời cũng chẳng biết nên làm thế nào. Thế lực các phương cũng nhanh chóng cử người trở về đưa thư. Dù gì tiếp theo đây thật sự sẽ xảy ra chuyện lớn, hơn nữa bọn họ cũng tận mắt trông thấy rất nhiều âm binh rồi, đương nhiên biết được tình hình bên phía Thành Minh Nguyệt đã không thể kiểm soát được nữa. Lúc này, tại một khe núi ở phía tây nam Tây Vực, trong một khối nham thạch lớn, thanh kiếm dài mang theo sát khí kinh thiên đột nhiên phát ra những luồng sáng sắc lạnh. Nhìn từ trên thân kiếm đã rỉ loang lổ, ít nhất nó cũng đã ở đây hơn trăm năm. Thế nhưng lúc này, bên trên thân kiếm đó lại ánh lên một chuỗi phù văn màu xanh. Thanh kiếm này tên là kiếm khai thiên, ý là thanh kiếm đầu tiên kể từ thuở khai sinh của đất trời. Trưởng lão Thanh Dương lúc này đang ngồi xếp bằng bên trên khối nham thạch cạnh thanh kiếm dài đó. Phía đối diện vị trí ông ta đang ngồi có dựng một tấm bia đá màu xanh, đó là một tấm bia hình vuông không có chữ, bên dưới bia đá ẩn chứa khí tức của rồng đang dao động. Bên trong chính là lăng thiên tử thần bí nhất của vùng ngoài lãnh thổ. Chương 4606 rất rõ ràng, trưởng lão Thanh Dương đang đợi Tiêu Chính Văn tới ứng chiến, mặc dù Tiêu Chính Văn chỉ là một kẻ tiểu bối nhưng tới được đẳng cấp của trưởng lão Thanh Dương, dù chỉ đối diện với một đứa trẻ 3 tuổi thì cũng tuyệt đối sẽ không có chút lơ là nào.
Ông ta có thể đi được tới ngày hôm nay chính là nhờ sự thận trọng từ cái nhỏ nhất, nếu không thì mấy nghìn năm trước, vô số kẻ có tư chất và thiên tư mạnh hơn ông ta rất nhiều, thế nhưng tới cuối cùng thì bọn họ đều trở thành quá khứ. Vậy nên, ông ta tuyệt đối sẽ không phạm phải sai lầm nhỏ nhặt như khinh thường đối thủ. Trước mỗi lần ứng chiến với đối thủ, trưởng lão Thanh Dương đều sẽ điều chỉnh tinh khí thần của bản thân tới trạng thái đỉnh cao. Chuyện này không liên quan gì với sự mạnh yếu của đối thủ, chỉ là tới được đẳng cấp như ông ta thì đã nuôi dưỡng được thói quen hết sức xem trọng bất cứ đối thủ nào. Sau khi mặt trời vừa xuống núi, xung quanh Lăng Thiên Tử cũng xảy ra những biến hóa cực lớn. Khi xung quanh dâng lên màn sương dày đặc, một thân ảnh màu trắng cũng theo đó xuất hiện bên trong màn sương. Xem ra ông quả nhiên cũng có chút thủ đoạn, tử khí xung quanh Lăng Thiên Tử này không ai có thể hòa hợp được, nhưng nó lại cho phép ông sử dụng, chả trách ông có thể ở lại thiên cảnh cấp một cả nghìn năm. Một giọng nói lạnh lùng truyền tới, bóng dáng của ông lão mặc đồ trắng cũng ngày càng rõ nét hơn. Dù là khí tức hay là cảnh giới của ông lão mặc đồ trắng thì rõ ràng đều mạnh hơn trưởng lão Thanh Dương một bậc. Cao thủ của nhà họ Doanh đích thân tới chắc không phải là để xu nịnh tôi đâu nhỉ. Mặc dù đối phương rõ ràng có thực lực mạnh hơn ông ta, thế nhưng giọng điệu của trưởng lão Thanh Lăng vẫn lạnh như băng. Tiêu Chính Văn chỉ là một kẻ đời sau, không đáng để ông đích thân ra tay, theo tôi thấy, trận chiến ngày hôm nay nên dừng lại ở đây thôi, ông lão bình thản lên tiếng. Ông lão không phải đang thương lượng với trưởng lão Thanh Dương mà đang dùng giọng điệu ra lệnh để bắt ông ta hủy bỏ trận quyết đấu. Quả nhiên giao tình giữa nhà họ Doanh và Tiêu Chính Văn không hề tầm thường. Chỉ là không biết nhà họ Doanh ông tại sao lại muốn bảo vệ cho Tiêu Chính Văn, trưởng lão Thanh Dương lạnh lùng hỏi. Không phải là muốn bảo vệ cậu ta mà là tình thế bên phía Thành Minh Nguyệt đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát rồi, tôi tin rằng ông cũng cảm nhận được, một lượng lớn âm binh đã xuất hiện bên trong Thành Minh Nguyệt. Ông lão mặc đồ trắng trầm giọng nói. Âm binh, chuyện đó thì có liên quan gì với Tiêu Chính Văn? Theo tôi thấy, mấy người đang lo lắng Tiêu Chính Văn sẽ chết trong tay tôi phải không? Nhà họ Doanh mấy người không có quan hệ gì với Tiêu Chính Văn, muốn bảo vệ cậu ta chắc chắn là vì đang có mưu đồ gì. Trưởng lão Thanh Dương cười lạnh lùng nói. Đúng, nhưng cũng không đúng hoàn toàn. Tôi không phủ nhận là thiếu chủ đặt kỳ vọng rất cao đối với người này, Tiêu Chính Văn chung quy cũng chỉ là một kẻ đời sau, sao có thể so với ông được. Coi như vì lòng hiếu kỳ của thiếu chủ nhà chúng tôi. Trận chiến này chắc chắn không thể tiếp tục, ông lão mặc đồ trắng nói với giọng ra lệnh. Chương 4607 ông ta chính là quản gia của nhà họ Doanh, là thái bá trước đây từng dốc sức cho Doanh Cử Lương. Với thân phận của ông ta đã rất ít khi đích thân lộ diện, hôm nay có thể đích thân tìm tới đã là nể mặt trưởng lão Thanh Dương lắm rồi. Nếu như tôi nói không thì sao, trưởng lão Thanh Dương lạnh lùng hỏi. Chẳng qua chỉ là lợi ích mà thôi. Chỉ cần nhà họ Doanh có thể đáp ứng thì ông cứ việc nói ra, thái bá chắp một tay sau lưng, nói với biểu cảm lạnh lùng. Đường đường là thái bá mà lại tự nhúng tay vào chuyện này chỉ vì một hậu bối, có phải hơi ỷ lớn ăn hiếp nhỏ rồi không? Thái bá vừa dứt lời, một bóng người khác cũng xuất hiện gần Lăng Thiên Tử. Người này cho dù là khí thế hay khí tức đều không thua kém gì thái bá. Thanh Sơn! Thái bá quay lại nhìn về phía người đến. Ánh mắt lóe lên tia lạnh lùng. Theo lý ân oán giữa Thanh Dương và hậu bối đó sẽ do tự họ giải quyết, Vạn Kiếm Cốc bọn tôi không mong người ta chỉ tay vào việc nội bộ, nhà họ Doanh cũng không được. Nói rồi trưởng lão Thanh Sơn đã đi đến gần. Nhà họ Doanh tôi nói giúp cho Tiêu Chính Văn là tự có lý do của nhà họ Doanh, hơn nữa chuyện này rất quan trọng, mong Vạn Kiếm Cốc đừng làm ra việc gì hại mình. Ha ha ha! Nghe nói thế trưởng lão Thanh Sơn ngửa mặt cười, thái bá, với thân phận của tôi và ông mà lại so đo chỉ vì một tên hậu bối, thế chẳng phải khiến người trẻ chê cười sao? Cho dù thái bá hay trưởng lão Thanh Sơn đều là những người đã lâu không xuất hiện ở thế gian, đến được cảnh giới của họ, dù ở ngoài lãnh thổ cũng thuộc về nhóm người đứng hàng đầu. Nếu làm loạn ra chuyện gì không vui, thậm chí đánh nhau chỉ vì trận chiến giữa Tiêu Chính Văn và Thanh Dương, ngược lại sẽ trở thành đề tài nói chuyện trong bữa cơm của người khác. Bản thân trưởng lão Thanh Sơn cũng là một trong những nhân vật tầm cỡ có tiếng tăm, nghe nói ông ta từng tháp tùng Vương Tử Chu nên về thân phận và địa vị vẫn cao hơn thái bá một bậc. Nhưng bây giờ nhà họ Cơ đã lánh đời không còn xuất hiện nữa, sau bao nhiêu năm tích lũy, nhà họ Doanh đã có chút thế lực. Thanh Sơn,
thật ra chung quy lại ông cũng chỉ muốn nhân cơ hội này tiêu diệt Tiêu Chính Văn thôi, một hậu bối đáng để các ông nhắm vào sao? Thái bá nhíu mày nói. Hừ, cứ như nhà họ Doanh các ông phải bảo vệ Tiêu Chính Văn vậy, lẽ nào các ông còn muốn tạo ra Bạch Khởi thứ hai sao? Nhớ đấy, một vài thế cân bằng tốt nhất đừng nên phá vỡ, nếu không không chỉ sẽ gây ra đại loạn mà còn không có lợi gì với nhà họ Doanh. Câu nói này của Thanh Sơn như đang cảnh cáo, cũng như là lời nói phá tan mục đích cuối cùng của nhà họ Doanh. Bạch Khởi thứ hai, Thái bá khẽ lắc đầu nói, cậu ta không phải là Bạch Khởi, cũng không thể đạt đến độ cao như Bạch Khởi, chẳng qua hàng ngàn năm nay, thế tục chỉ có một mình cậu ta được thế thôi, cần gì phải đưa cậu ta vào chỗ chết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 4608, nếu tôi nói cậu ta giết Đồng Nhi thì sao? Giết con của tôi, lẽ nào Thanh Dương tôi phải nhẫn nhịn cơn tức này sao? Trưởng lão Thanh Dương ngẩng phắt lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Thái bá. Nhưng đây cũng chỉ là một trong những lý do Thanh Dương không thể không giết Tiêu Chính Văn. Quan trọng hơn là lúc này Trần Huy Tổ đã quy thuận về với Điện Thần Long, chuyện cũ trước kia giữa ông ta và nhà họ Trần là một vết nhơ trong đời ông ta. Nếu để Tiêu Chính Văn làm bại lộ chuyện này thì cực kỳ bất lợi với ông ta. Hơn nữa đến nay Tiêu Chính Văn vẫn chưa đến 30 tuổi mà đã đột phá thiên cảnh, ở một mức độ nào đó, điều trưởng lão Thanh Dương lo lắng nhất vẫn là sau này sẽ bị Tiêu Chính Văn và Trần Huy Tổ tính sổ. Thế nên cho dù là Thái Bá hay thiếu chủ nhà họ Doanh ra mặt thay cũng không thể ngăn được trận quyết chiến vào đêm nay. Cùng lúc đó tin tức nhà họ Doanh cử người đến khuyên nhủ trưởng lão Thanh Dương đã truyền đi khắp cả ngoài lãnh thổ. Các thế lực đều đã cử người chạy đến Lăng Thiên Tử. Dù sao trận chiến này cũng là cơ hội học hỏi ngàn năm hiếm gặp với họ. Hơn nữa kết quả của trận chiến này cũng liên quan đến hướng đi tình hình tương lai của vùng ngoài lãnh thổ. Nếu Tiêu Chính Văn thắng thì Điện Thần Long sẽ thoát khỏi ràng buộc, cho dù là các thế lực ngoài lãnh thổ có thừa nhận Điện Thần Long hay không, nó cũng sẽ trở thành một trong các thế lực mạnh nhất ngoài lãnh thổ. Ngược lại nếu Tiêu Chính Văn thua, hoặc chết trong tay trưởng lão Thanh Dương thì không chỉ Điện Thần Long phải đối mặt với sự thanh trừng của các thế lực mà ngay cả thế tục cũng bị ảnh hưởng. Nhưng khi mọi người đang suy đoán kết quả trận chiến thì lại có tin tức truyền đến, khiến suy nghĩ của mọi người về Tiêu Chính Văn giảm xuống. Thảo nào lúc đó Tiêu Chính Văn có dự định sẵn như thế, hóa ra là liên hệ với nhà họ Doanh. Dù sao cũng là một hậu bối, tìm chỗ dựa ra mặt cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng cậu ta không nên giết con trai của trưởng lão Thanh Dương, chuyện này dù có người nhà họ Doanh ra mặt cũng không giải quyết được. Mối hận cướp vợ, mối thù giết con trai, không đội trời chung, trưởng lão Thanh Dương đâu thể dễ dàng tha cho cậu ta. Thoáng chốc mọi người đều bàn luận sôi nổi. Không lâu sau lại có tin tức mới truyền đến, thái bá nhà họ Doanh đích thân ra mặt, kết quả bị trưởng lão Thanh Dương từ chối. Hơn nữa trưởng lão Thanh Sơn bên Vạn Kiếm Cốc cũng đến Lăng Thiên Tử. Tin tức này vừa được truyền ra ngoài, các thế lực đều náo động. Cho dù là Thái Bá hay Thanh Sơn cũng có tầm ảnh hưởng mà không ai có thể so sánh ở ngoài lãnh thổ. Không ngờ chỉ vì một hậu bối trẻ tuổi mà lại làm động đến nhân vật tầm cỡ như vậy ra mặt. Dù nhà họ Doanh ra mặt, bên Vạn Kiếm Cốc cũng sẽ không tha thứ dễ dàng. Giết chết Tiêu Chính Văn không chỉ đơn giản vì trả thù cho Cố Đồng. Chương 4609, lúc này một ông lão tóc bạc bỗng bước ra khỏi đám người, vuốt râu nói. Địa vị của ông lão này cũng không tầm thường, là một trong ba vị tạo ra Hằng Sơn, một trong năm đại danh Sơn. Tôn giả Hằng Hư, người vừa nói đó cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Mặc dù thân phận của ông ta không tầm thường nhưng trưởng giáo Thái Hư không ít nhiều gì còn kém hơn người tạo ra năm đại danh Sơn một bậc. Phải biết là năm đại danh Sơn tung hoành ở đất Hoa Quốc hàng ngàn năm, bất kể vương triều thay đổi thế nào, năm đại danh Sơn vẫn luôn tồn tại, chỉ điều này thôi cũng nói lên được nền tảng của năm đại danh Sơn rất mạnh. Không hẳn là tôn giả gì đâu, ngược lại là đạo nguyên ông mới khiến tôi không nhìn thấu, ánh mắt tôn giả Hằng Hư nhìn về phía đạo nguyên cũng khá nghiêm túc. Vì ông ta đã đạt đến đế cảnh đỉnh cao vào 100 năm trước. Nhưng với thực lực của ông ta mà vẫn không thể nhìn thấu được đạo nguyên, chứng tỏ cảnh giới hiện tại của đạo nguyên đã cực kỳ gần với thiên cảnh rồi. Tôn giả nói đùa rồi, thật ra bây giờ tôi và ông đều nên hổ thẹn mới đúng, bị một hậu bối vượt qua, chúng ta còn mặt mũi này tự xưng là tôn giả ư. Đạo nguyên vừa tự cười nhạo mình vừa ẩn ý ám chỉ tôn giả Hằng Hư,
lúc này Tiêu Chính Văn hẳn xem là kẻ thù chung của họ. Thật ra chưa chắc như những gì Đạo Nguyên nói, tên nhóc Tiêu Chính Văn có đột phá thiên cảnh thật hay không vẫn cần phải chứng thực, hơn nữa đêm hôm trước trận chiến lại mời ra để cầu hòa thì 80% là sợ Thanh Dương rồi. Đến mức đó chỉ cần cảm thấy sợ hãi thì kết quả đã xác định được rồi, Tôn giả Hằng Hư lắc đầu nói. Dù sao trận chiến giữa cao thủ thiên cảnh không chỉ là muốn liều mạng hết sức mà còn có sự tự tin. Với cường giả thiên cảnh, nếu lòng tin lay chuyển thì là chưa đánh đã thua một nửa. Đây cũng là nguyên nhân tại sao trưởng lão Thanh Dương lại đến Lăng Thiên Tử, điều hòa hơi thở, nghỉ ngơi. Tôi nghĩ không đến mức đó, Tiêu Chính Văn cũng từng gặp phải các đối thủ mạnh ở ngoài lãnh thổ, nhưng có lần nào nhờ được người giúp chưa? 80% là do nhà họ Doanh chủ động. Mà bản thân Tiêu Chính Văn lại không biết chuyện, Đạo Nguyên lắc đầu nói. Nghe thế Tôn giả Hằng Hư cũng chỉ cười không nói, sau đó hai người cùng đi về hướng Lăng Thiên Tử. Hai người xuất hiện cùng lúc làm những người đã đến đều ngạc nhiên. Đạo Nguyên ngược lại không thấy gì nhưng Tôn giả Hằng Hư thì khác, đó là người cấp tổ sư khai hoang lập ra môn phái, thậm chí địa vị còn cao hơn mấy cậu chủ chiến quốc. Quả nhiên lúc nhìn thấy Tôn giả Hằng Hư, Khổng Tề Thiên và đám người Điền Văn chủ động bước đến chắp tay với Tôn giả Hằng Hư. Xin chào tiền bối Hằng Hư. Mặc dù chỉ là một câu tiền bối nhưng đủ nhận ra uy thế cao của Hằng Hư ngoài lãnh thổ chắc chắn là thứ không ai so sánh được. Lúc này Ngụy Vinh Kỳ và Long Cổ cũng lần lượt chạy đến xem trận chiến. Long Cổ có thể tự mình đến cũng chứng tỏ giá trị của trận chiến này. Chương 4610 người kia chắc là một trong các tổ sư khai hoang của Hằng Sơn nhỉ, Long Cổ nhìn về phía Hằng Hư. Đúng thế, chính là Tôn giả Hằng Hư, Ngụy Vinh Kỳ gật đầu nói. Xem ra trận chiến này thu hút không ít mấy lão già chưa suốt đời. Nói đến đây, ánh mắt Long Cổ lập tức nhìn về hướng Tây Bắc, chỉ thấy một luồng sáng đang chiếu đến Lăng Thiên Tử với tốc độ cực nhanh. Tướng quân Long, như ông thấy đấy. Nhà họ Doanh sẽ bảo người như Thái Bá đến cầu xin cho Tiêu Chính Văn thật sao, Ngụy Vinh Kỳ lại cực kỳ nghi ngờ về điều này. Thân phận của Thái Bá rất cao, thậm chí địa vị của Trương Nghi vẫn thấp hơn Thái Bá. Người có thể chèn ép được Thái Bá cũng chỉ có Thương Ương người ở niên đại đó, nhưng những người đó sẽ xuất hiện vì chút tranh chấp của hậu bối sao. Thật hay giả đã không còn quan trọng nữa, bây giờ mọi người đã bàn luận khắp nơi chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến trạng thái tâm lý của Tiêu Chính Văn. Đạt đến cảnh giới của họ, dù có một chút dao động về tâm lý đều sẽ ảnh hưởng đến trận chiến cuối cùng. Long Cổ cực kỳ bình thản giải thích. Thật ra không phải Long Cổ xem thường Tiêu Chính Văn mà là đạt đến bậc thiên cảnh, trạng thái tâm lý sẽ phát huy tác dụng quan trọng với một người. Cho dù sự xuất hiện của Thái Bá có liên quan đến Tiêu Chính Văn hay không thì kết quả vẫn có liên quan mật thiết đến Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn có tức giận hay khinh thường đều ảnh hưởng đến tâm lý của cậu ta. Lúc đó Tiêu Chính Văn vẫn còn có thể bình tĩnh ăn mừng sao? Có lẽ ý định của nhà họ Doanh là giúp Tiêu Chính Văn qua được một cửa ải, nhưng không ngờ lại giúp ngược cho chúng ta, chỉ cần tâm lý của Tiêu Chính Văn hơi dao động thì cậu ta sẽ thua trận chiến này. Bây giờ ngay cả Long Cổ cũng đã nói thế, đủ để thấy chuyện này chắc chắn có ảnh hưởng rất lớn với Tiêu Chính Văn. Đôi khi lợi dụng tình thế cũng là một sự so tài thầm lặng của cao thủ, so về trạng thái tâm lý. So với Tiêu Chính Văn, dù sao trưởng lão Thanh Dương cũng sống mấy ngàn năm, có khả năng thuần thục kiểm soát được tình thế. Dù chỉ là một tia cơ hội, ông ta cũng không bỏ qua. Lúc này đại diện của các thế lực gần như đã đến Lăng Thiên Tử, trận pháp thiên kính giữa không trung cũng truyền hết mọi chuyện xảy ra ở đây ra ngoài. Trận chiến này là trận chiến có tiếng nhất trong hàng ngàn năm qua ở ngoài lãnh thổ, quyết đấu giữa các cao thủ thiên cảnh, cũng có lợi ích với các hậu bối đó. Những thứ học hỏi được trong trận chiến này có lẽ không phải là thứ người khác có thể dạy. Tiêu Chính Văn vừa quay về từ thành Minh Nguyệt, bây giờ đang trong giai đoạn tâm trạng bất ổn, nhìn lại trưởng lão Thanh Dương vẫn luôn sẵn sàng, có thể nói từ lúc bắt đầu Tiêu Chính Văn đã thua rồi. Cộng thêm trưởng lão Thanh Dương đã giữ vững ở tầng thiên cảnh hàng ngàn năm, còn Tiêu Chính Văn chỉ vừa mới đột phá cảnh giới này, Tiêu Chính Văn chắc chắn sẽ thua trong trận chiến này. Chương 4611 Đạo Nguyên chắp hai tay ra sau lưng, trầm giọng phân tích. Thua, tôi thấy cậu ta chắc chắn chết mới đúng, Khổng Tề Thiên lạnh lùng nói. Ông ta tự biết cả đời này cũng không thể vượt qua Tiêu Chính Văn nữa, cũng
cũng đừng hòng thoát khỏi Tiêu Chính Văn, nên ông ta mong Tiêu Chính Văn sẽ là một trong những người chết trong tay Thanh Dương. Mặc dù ông ta rất mong mọi chuyện đều trở thành sự thật, nhưng trực giác lại mách bảo ông ta rằng Tiêu Chính Văn không dễ chết như thế, trận chiến này Thanh Dương cũng sẽ không dễ dàng đánh thắng như mọi người nói. Còn đám người Chaos cũng luôn mong Tiêu Chính Văn sẽ chết ở Lăng Thiên Tử. Sắp đến 11 giờ rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Tiêu Chính Văn, chẳng lẽ anh ta không dám đến? Có người nhìn sắc trời khẽ nhíu mày nói. Thật ra không phải Tiêu Chính Văn nhát cái mà là do Khương Vi Nhan dẫn theo hai đứa con của anh đến đế khư, còn tự mình xuống bếp làm một bàn đồ ăn lớn, cả nhà cùng nhau ăn một bữa cơm đoàn tụ. Sau khi ăn xong, Tiêu Chính Văn lại đánh hai ván cờ với Viên Thiên Canh rồi mới đứng lên đi đến Lăng Thiên Tử. Chồng à, chẳng phải anh vừa mới từ Thành Minh Nguyệt về à? Sao còn muốn đi ra ngoài nữa? Khương Vi Nhan không yên tâm hỏi. Anh đi xử lý chút việc nhỏ, đi một lúc rồi về, em ngủ với con trước đi, đừng lo cho anh, Tiêu Chính Văn mỉm cười nói. Vâng, vậy anh đi nhanh về nhanh nhé, con trai còn khăng khăng bảo anh kể chuyện cho nó đấy. Nói rồi Khương Vi Nhan ôm Quân Quân nói, Quân Quân, nói tạm biệt với bố nào. Tạm biệt bố, bố nhanh về kể chuyện cho Quân Quân nhé, Quân Quân chớp mắt, nũng nịu nói. Quân Quân ngoan, nghe lời mẹ, lát nữa bố sẽ về. Nói rồi Tiêu Chính Văn lại hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Quân Quân, lúc này mới xoay người ra ngoài. Không lâu sau, trên bầu trời Lăng Thiên Tử nổi lên một đợt sóng, sau đó một bóng người bước ra từ trong đó. Là Tiêu Chính Văn. Có người chỉ về hướng Tiêu Chính Văn xuất hiện, lớn giọng nói, những người khác vội vàng nhường ra một con đường. Trưởng lão Thanh Dương mở mắt ra, ánh mắt ông ta hiện lên hai tia sáng lạnh lùng, ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chính Văn ở trong không trung. Mọi người đều chủ động lùi ra một khoảng, để lại chiến trường rộng rãi. Cậu Tiêu. Trần Huy Tổ thấy Tiêu Chính Văn đến bèn tiến lên một bước, tay cầm giáo màu bạc quay sang tức giận nhìn Thanh Dương. Để tôi. Tiêu Chính Văn bình thản cười nói. Tiêu Chính Văn sải bước đi về phía trưởng lão Thanh Dương, mà Trần Huy Tổ vẫn đi theo sau Tiêu Chính Văn, đôi mắt nhìn chằm chằm vào kẻ thù giết bố mình, cây giáo trong tay liên tục kêu vang. Chương 4612 ổ, đây là hai đánh một sao. Một người đàn ông trung niên nói đùa. Dù hai người họ cùng tấn công cũng chưa chắc là đối thủ của người ta, người bên cạnh cười nhạo nói. Trưởng lão Thanh Dương ngẩng đầu nhìn Tiêu Chính Văn và Trần Huy Tổ, cười khẩy, ánh mắt lóe lên vẻ khinh thường. Ông ở đây quan sát là được, chỉ còn cách chỗ trưởng lão Thanh Dương chừng 100 bước, Tiêu Chính Văn quay sang dặn dò Trần Huy Tổ. Vâng, mặc dù Trần Huy Tổ cảm thấy không cam lòng nhưng ông ta cũng biết rõ với thực lực hiện giờ của mình, ông ta không thể trả thù cho bố. Đứng quan sát, trưởng lão Thanh Dương cười nhạo nói, với thực lực của tôi và cậu. Dù chỉ là một chút lực sót lại của tôi thôi cũng không phải là thứ cậu có thể chịu nổi nhỉ. Chỉ một khí lực thôi cũng đủ để giết hắn rồi. Ông vẫn nên lo cho mình thì hơn. Tiêu Chính Văn tự tin nói. Được. Nói rồi trưởng lão Thanh Dương đứng lên, khí tức cường giả thiên cảnh dâng lên, lập tức hòa làm một với trời đất. Trước khi đánh, tôi có một câu muốn hỏi ông. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Cái chết của Trần Thế Long ư? Chuyện này không cần nói gì cả, có thực lực thì thắng, không thì bị loại, đây là phép tắc không thay đổi từ xưa, trưởng lão Thanh Dương khí thế hùng hồn nói. Nếu tôi nhớ không nhầm thì bố của Trần Huy Tổ và ông là anh em kết nghĩa, hơn nữa còn từng ra tay cứu giúp ông khi ông gặp khó khăn, đúng không? Tiêu Chính Văn lạnh lùng hỏi. Dĩ nhiên nhưng đạt đến cảnh giới của tôi và cậu, ân oán thế gian đã không còn quan trọng nữa, thứ mọi người theo đuổi chỉ có thực lực. Trưởng lão Thanh Dương thản nhiên nói, không hề lộ ra vẻ áy náy nào. Nói cách khác sau khi ông đột phá thiên cảnh thì vong ơn bội nghĩa, giết cả nhà Trần Thế Huy đúng chứ? Tiêu Chính Văn lại hỏi. Nghe anh nói thế, Trần Huy Tổ siết chặt nắm đấm, tức giận nhìn chằm chằm Thanh Dương. Có thể nói năm đó Trần Thế Long gần như đối xử với Thanh Dương như anh em ruột của mình, nhưng Thanh Dương không chỉ không biết ơn mà còn tàn nhẫn ra tay với nhà họ Trần, tiêu diệt cả nhà họ Trần. Nếu không nhờ Trần Huy Tổ may mắn thoát chết thì lúc này có lẽ ông ta cũng đã trở thành oan hồn rồi. Diệt cỏ tận gốc, đây cũng là quy tắc, Thanh Dương chẳng hề cảm thấy áy náy, thản nhiên đáp. Sau đó lại quay sang nhìn Trần Huy Tổ, cười mỉa nói, hôm đó ông cụ nhà họ Trần rất ngạc nhiên,
thậm chí đến lúc chết họ cũng không dám tin là tôi giúp họ kết thúc một đời đau khổ. Chương 4613 nói thật họ nên cảm ơn tôi, là tôi siêu độ cho họ. Nói đến đây trưởng lão Thanh Dương bật cười lớn tiếng. Theo lý nếu để mọi chuyện biết được chuyện vong ơn bội nghĩa này thì bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy mặt đỏ tía tai, nhưng Thanh Dương lại không cảm thấy hổ thẹn, áy náy cứ như mình đã làm được một việc thiện. Mặc dù mọi người ở đó cũng đều nhíu mày cảm thấy bất mãn với hành vi của Thanh Dương, nhưng lại e ngại thực lực và địa vị của trưởng lão Thanh Dương nên dù mọi người cảm thấy bất mãn cũng không ai dám nói một chữ. Thế giới này là thắng làm vua, thua làm giặc, ai bảo ông ta cứ nhất quyết làm người tốt. Tôi chưa từng cầu xin ông ta giúp đỡ, ngược lại là ông ta đoản mệnh, liên quan gì đến tôi? Khổng Thánh Nhân có một câu nổi tiếng, tôn giả, thánh giả đều nhìn từ góc độ chủ quan của mình. Dù tôi giết cả nhà ông ta thật, lẽ nào các vị không nên hiểu cho tôi sao? Ngược lại là cậu, không biết trời cao đất dày, bàn đến chuyện đúng sai của tiền bối mới là bất đạo. Nghe thế Tiêu Chính Văn cũng thấy nực cười với lý luận này của Thanh Dương. Quả nhiên là học trò của nhà họ Khổng, ai nấy đều là người tàn ác, thế mà lại nói được mấy lời này, đúng là không biết xấu hổ. Lão già cổ hủ, thế gian này thế mà lại có một người mặt dày như ông. Gì mà tôn giả, thánh giả đều nhìn từ góc độ chủ quan của mình, rõ ràng chỉ là mượn cớ thôi, ánh mắt Tiêu Chính Văn lóe lên tia sáng lạnh lùng nói. Nghe thế trưởng lão Thanh Dương cười nhạo nói, đúng thế, ông ta đã ra tay giúp đỡ khi tôi nguy nan nhất, thậm chí có thể nói không có ông ta giúp thì tôi cũng không có ngày hôm nay. Nhưng loại người giống ông ta lại quá xem trọng tình nghĩa và đạo đức, vốn dĩ không hợp để sống ở vùng ngoài lãnh thổ, tôi đã vượt qua ông ta lâu rồi. Ngược lại là đang giúp ông ta đấy. Có trách thì chỉ có thể trách ông ta quá tốt bụng, đời sau làm người nên thông minh một chút. Với trưởng lão Thanh Dương, những thứ gọi là giới hạn cuối của đạo đức đều là dấu vết của kẻ yếu, cường giả là người đặt ra quy tắc, càng không cần phải tuân thủ giới hạn cuối của đạo đức. Nói hay lắm, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn trưởng lão Thanh Dương. Hừ, Tiêu Chính Văn, thật ra lúc cậu bảo nhà họ Doanh bảo người đến đây, cậu đã thua rồi. Trận chiến này sẽ không có gì hồi hộp cả. Nói rồi trưởng lão Thanh Dương đã ra tay. Chỉ thấy ánh mắt ông ta hiện lên hai luồng sáng lạnh lẽo, mà hai luồng sáng đó thoáng chốc đã biến thành hai chùm sáng như có thực thể lao đến chỗ Tiêu Chính Văn. Trông có vẻ rất bình thường như lại ẩn chứa sát khí. Dù sao khoảnh khắc ánh mắt này bắn ra, trời đất đều đổi sắc. Mặt đất bị phủ một lớp sát khí, tất cả cỏ cây hoa lá đều khô héo. Cả đất trời này đều toát ra tử khí. Trên bầu trời mặt trời đỏ rực giống như một bức màn máu, bao phủ mặt đất, thậm chí ánh mắt của mọi người cũng bị mặt trời máu này bao phủ bởi một màu máu. Sinh tử trời đất luân chuyển, luân hồi không ngừng. Đây là một thức bí thuật mà tôi tạo ra, luân hồi sinh tử. Một ý nghĩ là sinh tử, cuối cùng đời người không thoát khỏi khổ luân hồi. Chương 4614 có sinh có tử. Năng lượng sinh tử là cực hạn trên đời này. Trời đất bị tử khí bao trùm, ngay cả người đứng xem cũng choáng váng. Không chỉ thế, mặt trời máu đó ở trong không trung càng khiến đáy lòng mọi người sinh ra cảm giác lạnh lẽo. Chỉ một chiêu đã không đơn giản là sức mạnh, đây là đang sử dụng pháp tắc của trời đất, hay nói cách khác là trưởng lão Thanh Dương mượn sức mạnh trời đất để diễn hóa luân hồi. Thậm chí xung quanh đôi khi còn nổi lên từng trận gió. Sau đó không trung bỗng trở nên tối đen, thậm chí ngay cả sao trời cũng bị bóng tối vô tận che phủ. Giờ khắc này luân chuyển mặt trời, mặt trăng gần như được tính bằng đơn vị giây, hơn nữa mọi sự sống xung quanh đều đang bị hấp thụ. Đây đã vượt ra khỏi phạm vi của con người. Lúc này ngay cả đám người Điền Văn cũng đổi sắc mặt, đến giờ họ mới hiểu ra mình có sự cách biệt rất lớn với cao thủ thiên cảnh thật sự. Mặc dù chỉ thua kém có nửa bước nhưng thực lực lại như không cùng một đẳng cấp. Đây không chỉ là khoảng cách về cảnh giới mà là khoảng cách về đạo cảnh, thậm chí sự hiểu biết về sức mạnh đại đạo đã không cùng đẳng cấp rồi. Đã vượt ra khỏi phạm vi của trận pháp, chắn hẳn thuộc về thuật pháp. Lúc này không ít người lớn tuổi cũng thở dài. Điểm khác biệt lớn nhất giữa trận pháp và thuật pháp là thuật pháp hoàn toàn được xây dựng từ nền tảng quy tắc đại đạo, mà trận pháp chỉ sử dụng từ trường. Trận pháp là thứ mà bất kỳ ai cũng có thể thi triển theo trận phổ, nhưng thuật pháp lại không phải là thứ mà ai cũng có thể dùng.
có thể nói lúc này Tiêu Chính Văn đã ở trong khu vực mà trưởng lão Thanh Dương tạo ra, mà người khống chế khu vực này chính là trưởng lão Thanh Dương. Lúc này trưởng lão Thanh Dương cười nhạo nhìn Tiêu Chính Văn, cho dù cậu ta có giỏi về trận pháp thế nào cũng không thể phá được khu vực của ông ta. Vì đây đã vượt ra khỏi tầng trận pháp, Tiêu Chính Văn mới có bao nhiêu tuổi đâu, cậu ta làm sao có thể lĩnh hội được những thứ này. Không ngờ trưởng lão Thanh Dương lại có thực lực này khi đang ở tầng thiên cảnh, thoát khỏi ràng buộc của trận pháp, thăng cấp lên tầng thuật pháp. Ngay cả Long Cổ cũng nói. Dù sao ông ta cũng đã dừng lại ở cảnh giới này hàng ngàn năm nên đã hiểu biết về cảnh giới này hơn hẳn người thường. Lần này e là Tiêu Chính Văn gặp phiền phức lớn rồi. Ngụy Vinh Kỳ cũng thở dài nói. Thậm chí đến giờ Tiêu Chính Văn vẫn chưa hoàn hồn lại thì đã đi vào chỗ chết. Đỡ thêm một thức thuật pháp của tôi đi. Băng Phong Vạn Lý. Chương 4615. Ngay khi trưởng lão Thanh Dương dứt lời, gió lạnh bỗng nổi lên, hoa tuyết lặng lẽ rơi xuống dường như chỉ trong thoáng chốc trên mặt đất xung quanh đều tạo ra một lớp băng dày. Trưởng lão Thanh Dương nói sao là thế, chỉ nói một câu thôi mà đã thay đổi hiện tượng thời tiết của trời đất. Chuyện này đã vượt ra khỏi phạm vi nhận thức của mọi người. Quả là sức mạnh tự nhiên của lĩnh hội, thảo nào trưởng lão Thanh Dương luôn xem thường mọi thứ. Đúng thế, bây giờ người này đã đạt đến mức nói sao là thế, đã vượt ra khỏi cực hạn của loài người rồi. So ra thì Tiêu Chính Văn quá mức bình thường, từ lúc bắt đầu đã xác định sẵn kết quả của trận chiến này. Lúc này không ít người bắt đầu bàn luận. Ngay cả đám người Điền Văn cũng đều im lặng, đây là chiêu do trưởng lão Thanh Dương tự tạo ra, cũng để chứng thực sự khác biệt của người này với mọi người. Lúc này chỉ có Long Cổ thở dài nói sao làm vậy, dường như đang sáng tạo ra trời đất, từ sau khi Hạn Vũ chết, ngoài các đại tài ở chiến trường ngoài vũ trụ thì không còn ai đạt đến cảnh giới này nữa. Ý tứ trong lời nói của Long Cổ là bây giờ trưởng lão Thanh Dương đã có thể sánh ngang với Hạng Vũ, ít nhất về chiêu thức nói sao là thế đã có thể so bì được với Hạng Vũ. Chỉ là không ngờ Thanh Dương lại lĩnh ngộ thuật nói sao làm vậy ở thiên cảnh, dĩ nhiên là một người tài. Long Cổ cũng nói lời từ tận đáy lòng. Cho dù là tinh thể băng của Băng Phong Vạn Lý hay là mặt trời máy đó, lúc này Tiêu Chính Văn cũng bị bao vây bên trong. Có thể nói dù Tiêu Chính Văn có sử dụng sức mạnh nào đi chăng nữa cũng không thể thoát khỏi tình thế bị bao vây trước mặt. Đây hệt như là sức mạnh của con người không bao giờ có thể chống đối lại tự nhiên, dù thần lực của cậu có tốt đi chăng nữa cũng không thể ngăn được phong ba bão táp. Dù cậu có mạnh đến mức nào cũng không thể thay đổi một năm có bốn mùa. Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa thuật pháp và trận pháp, dù thực lực của cậu có mạnh, cảnh giới có cao cũng chỉ có thể bị mắc kẹt trong gió tuyết, không có khả năng trở lại. Mọi thứ trước mắt không phải là ảo thuật mà là sự tồn tại thật, có thể nói trời đất này là trưởng lão Thanh Dương, ông ta cũng đại diện cho trời đất. Nhưng khi mọi người đều cho rằng Tiêu Chính Văn sẽ thất bại thì anh lại bình tĩnh bước ra. Thuật pháp, thật ra thuật pháp mà ông lĩnh hội được chẳng qua chỉ là biến chủng của trận pháp mà thôi, nói cách khác ông vẫn chưa lĩnh hội được thuật. Nghe Tiêu Chính Văn nói thế, mọi người đều sửng sốt. Mạnh miệng đấy, cậu cứ sống sót bước ra từ trong đó đi rồi hẵng nói, trưởng lão Thanh Dương cười mỉa. Lúc này thoáng chốc, lông mày, tóc, thậm chí là quần áo trên người Tiêu Chính Văn đều kết thành hoa băng. Dường như Tiêu Chính Văn sẽ bị đóng thành một tượng băng bất cứ lúc nào. Đây là uy lực của thuật pháp, gần như giết người trong vô hình. Tiêu Chính Văn, bây giờ cậu còn dám ngông cuồng không? Chương 4616 nói rồi trưởng lão Thanh Dương bật cười thành tiếng. Nhưng đúng lúc này, Tiêu Chính Văn lại bước đến trước một bước, chỉ là sau khi tiến đến trước hiện tượng thiên nhiên bỗng thay đổi. Ý chí trời đất có thể thay đổi chỉ vì một mình ông sao? Trời đất này, vạn vật trong thế gian đều có linh tính cả. Ngay khi Tiêu Chính Văn tiến ra một bước, tinh thể băng trên người anh bỗng tan ra. Vạn vật thế gian đều có linh tính. Chỉ một câu đã khiến mọi người bừng tỉnh. Khi Tiêu Chính Văn vừa dứt lời, một thanh kiếm cũng theo đó rơi xuống. Thanh kiếm này như muốn xuyên qua thời gian và không gian chém vào quá khứ và tương lai. Dường như thanh kiếm này muốn quét sạch mọi thứ trên đời. Trưởng lão Thanh Dương kinh ngạc, sau đó lại nở nụ cười nhạo. Thanh kiếm này đúng là tuyệt diệu, với tuổi của cậu có thể lĩnh hội được bước này quả thật là hiếm có, nhưng tiếc là cậu vẫn còn kém một chút.
Tôi đã lĩnh hội được trời đất, hòa làm một với trời đất, nào có thể để thanh kiếm này chém vào dễ dàng. Trời đất vốn có, luân hồi không đổi, ở trong tự tính. Trưởng lão Thanh Dương vừa dứt lời, tay cũng vung kiếm lên. Khi trưởng lão Thanh Dương vung kiếm lên, một luồng sức mạnh có tính hủy diệt cực mạnh đồng thời bắn ra. Thậm chí ngay cả phương trời cũng đều rung chuyển vì nó. Nhớ năm đó đại tướng đầu tiên dưới thời Hạng Vũ Long Thư từng bị vây ở Cai Hạ, muốn dùng kiếm chém vào không trung nên mới ngưng luyện ra một kiếm tuyệt thế trong vòng 100 ngày. Mặc dù năm đó ông ta chưa thể chém trời đất, cũng chưa thể cứu được Hạng Vũ gia, cuối cùng vẫn bị tiêu hao tinh huyết mà chết vì một nhát kiếm, nhưng kiếm này lại xem như là tuyệt học cái thế. Tiếc là từ sau khi Long Thư chết, kiếm này đã thất truyền, không ngờ Thanh Dương lại học được. Mặc dù những lời trước đó của Long Cổ chưa thể gây sự chú ý của mọi người nhưng bây giờ rất nhiều người đến xem cũng cảm nhận được sự khác thường. Thanh kiếm này như thể có thể chém đứt cả đất trời, càng có thể đứt cả đại đạo. Hay lắm! Lúc Tiêu Chính Văn nói, kiếm kinh thiên đã va chạm vào nhát kiếm mà Thanh Dương đánh ra. Thoáng chốc, sóng khí bắn ra nhưng lại không làm tổn hại gì đến cây cỏ xung quanh. Đây vừa vặn chứng minh được thực lực của hai người đã đạt đến mức đỉnh cao. Thậm chí không lọt một chút sức lực nào ra ngoài, đây đã là trình độ có thể kiểm soát sức mạnh đến mức cực kỳ nhỏ. Không ngờ cậu lại có sức chiến đấu như thế, xem ra trước đây tôi vẫn xem thường cậu quá. Trưởng lão Thanh Dương cũng hơi ngạc nhiên nhìn Tiêu Chính Văn nhưng sau đó gương mặt ông ta lại hiện lên vẻ chấn động. Chương 4617 mặc dù lúc nãy kiếm khí của hai người đã được hóa giải nhưng khi Thanh Dương cho rằng Tiêu Chính Văn cũng chỉ có thể thôi thì một luồng kiếm khí lặng lẽ đánh về phía ông ta. Kiếm khí này lao đến cực nhanh, thậm chí trưởng lão Thanh Dương còn chưa kịp phản ứng thì nó đã đến gần. Ngay khi mọi người đều nghĩ trưởng lão Thanh Dương sẽ bị đòn tấn công này chém chết thì đột nhiên lòng bàn tay ông ta phát ra ánh sáng trắng. Ánh sáng này bắn ra xung quanh bao trùm lấy cả người trưởng lão Thanh Dương vào trong đó như thể xung quanh ông ta đã được xây lên một tấm lưới bảo vệ. Lúc này cho dù là Long Cổ hay đám người Điền Văn đều thay đổi sắc mặt. Vì cảnh tượng này hết sức quen thuộc. Năm đó Hạng Vũ dựa vào bí pháp này mới thoát khỏi ngoài lãnh thổ từ trong vòng vây của quân Hán. Sau khi Hạng Vũ chết, bí pháp này cũng bị thất truyền. Long Cổ hơi nhíu mày. Ngạc nhiên nhìn trưởng lão Thanh Dương, trước đó là Long Thư một kiếm chém trời, sau đó là bí thuật của Hạng Vũ, lẽ nào cái chết của Hạng Vũ liên quan đến người này? Không chỉ Long Cổ nhìn ra manh mối trong đó mà sắc mặt của đám người Điền Văn càng trở nên khó coi. Vì bí thuật này không phải do Hạng Vũ tạo ra mà là do văn hậu của nhà họ Ngụy tạo ra, sau đó Ngụy Báo đã truyền lại bí thuật này cho Hạng Vũ trong quá trình tiêu diệt Tần để đổi lấy việc phục quốc của nước Ngụy. Nói cách khác chủ nhân thật của bí thuật này chắc hẳn là nước Ngụy chứ không phải Hạng Vũ. Thế nên ánh mắt anh em Điền Văn lóe lên tia lạnh lùng. Thân là người kế vị của nước Ngụy, dĩ nhiên Điền Văn biết bí thuật này được lưu truyền từ nước Ngụy, mà người nắm được bí thuật này ở nước Ngụy đã chết ở đất khách vào 300 năm trước. Một kiếm của Tiêu Chính Văn chém vào ánh sáng trắng đó, luồng sáng bảo vệ lập tức nổ tung, nhưng trưởng lão Thanh Dương đột nhiên biến mất. Sau đó lại xuất hiện cách đó hàng trăm mét. Mặc dù tránh được một nạn nhưng sắc mặt trưởng lão Thanh Dương vẫn đỏ ửng, trên vai xuất hiện một vết kiếm khá sâu. Bí thuật này quả thật tuyệt diệu, tiếc là bị ông học được rồi, hơi phung phí của trời, Tiêu Chính Văn lắc đầu cười mỉa. Vừa dứt lời hư không đằng sau Tiêu Chính Văn bỗng nổi lên gợn sóng, sau đó bóng dáng Tiêu Chính Văn cũng biến mất, ngay sau đó đã xuất hiện gần trưởng lão Thanh Dương. Lúc này trưởng lão Thanh Dương đã bị thương nặng, đâu dám cứng trọi cứng với Tiêu Chính Văn nữa. Ngay khi ông ta định né người sang thì Tiêu Chính Văn đã giơ tay ra bóp lấy cổ họng trưởng lão Thanh Dương. Thấy thế Thanh Dương hét lên một tiếng, giơ kiếm chỉ về trước nói, cho cậu thử tuyệt học độc nhất của tôi, hừ. Tuyệt học của nhà họ Trần tôi đã thành độc nhất của ông lúc nào vậy, không để trưởng lão Thanh Dương nói hết câu, Trần Huy Tổ bên cạnh đã ngắt lời. Đó là bí thuật tổ truyền của nhà họ Trần, hơn nữa còn do Trần Khánh Chi tạo ra năm đó, không hề có quan hệ gì với trưởng lão Thanh Dương. Chương 4618 trưởng lão Thanh Dương lại không cho là thế, cười mỉa nói, nếu đã bị tôi lấy được thì dĩ nhiên là bí thuật độc nhất của tôi muốn xem thử Tiêu Chính Văn cậu phá giải nó thế nào. Nói rồi trưởng lão Thanh Dương chỉ tay như kiếm đâm về phía trước.
Đột nhiên trong tay trưởng lão Thanh Dương có thêm một thanh giáo màu bạc, hơn nữa những nơi thanh giáo đó chỉ đến đều bị rút cạn không khí chứ đừng nói là có một chút sinh khí. Có thể nói chỉ cần ông ta đâm tới thì Tiêu Chính Văn sẽ chết. Đây cũng là một trong những sát chiêu bảo vệ mạng sống trong nhiều năm của trưởng lão Thanh Dương. Lúc này lực hút khi không khí bị rút cạn đánh đến chỗ Tiêu Chính Văn, Tiêu Chính Văn chỉ cười khẩy. Mặc dù đòn tấn công của ông ta khá đột ngột, còn hút hết không khí trong vòng hàng ngàn mét nhưng Tiêu Chính Văn lại có tim rồng. Cho dù là sinh khí hay tử khí đều có thể để mặc Tiêu Chính Văn tùy ý khống chế. Đây chính là sự đáng sợ của tim rồng. Thế nên đối mặt với chiêu này của trưởng lão Thanh Dương, anh rút con dao quân đội năm cạnh ra. Cùng lúc đó hai hình thái cực âm dương cực lớn cũng xoay chuyển đằng sau Tiêu Chính Văn, vô số sinh khí gần như phát ra từ trong người Tiêu Chính Văn cùng một lúc. Con dao quân đội năm cạnh lại phá vỡ đòn tấn công của trưởng lão Thanh Dương, đâm thẳng vào vai trái trưởng lão Thanh Dương. Phụt, mau bắn ra, sau đó con dao quân đội năm cạnh đâm ngược lại theo một đường cong cực đẹp. Phụt, lại một vết máu nữa bắn ra, trưởng lão Thanh Dương bị văng ra xa. Cùng lúc đó Tiêu Chính Văn cũng tiến tới một bước, khi cả người trưởng lão Thanh Dương còn chưa rơi xuống đất, Tiêu Chính Văn đã giơ tay ra kẹp lấy cổ họng ông ta. Cảnh tượng này xảy ra quá nhanh và đột ngột, mọi người đều hít khí lạnh. Trưởng lão Thanh Dương thế mà thua, không thể tin được, đó là một trong bốn cao thủ của Vạn Kiếm Cốc, trưởng lão Thanh Dương đấy. Chuyện đến nước này, ông còn gì để nói không, Tiêu Chính Văn kẹp chặt cổ họng trưởng lão Thanh Dương, lạnh lùng hỏi. Cậu Tiêu, cẩn thận, Tần Lương Ngọc bỗng hoảng hốt hét lên. Nhưng mọi chuyện đã muộn rồi, chỉ thấy trưởng lão Thanh Dương cười nhạo. Sau đó một dòng máu đỏ tanh tưởi bắn lên mu bàn tay Tiêu Chính Văn. Cậu vẫn còn non lắm, cuối cùng vẫn gây ra sai lầm vì một phút sơ suất, lần này cậu toang rồi. Lúc này khí thế của trưởng lão Thanh Dương bỗng thay đổi, khí tức lại dâng lên, đâu còn dáng vẻ thất bại lúc nãy. Sau khi dòng máu bắn lên mu bàn tay Tiêu Chính Văn, cho dù là hình thái cực âm dương phía sau Tiêu Chính Văn hay tất cả bản lĩnh tấn công trước đó đều biến mất không còn tăm tích. Chương 4619 Tiêu Chính Văn cúi đầu xuống nhìn, dòng máu đó lập tức biến mất dưới làn da của Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn, cậu không cần tốn công nữa, đây là tuyệt học của riêng tôi, phệ cốt huyết sát. Người đời đều biết sự đáng sợ của huyết tộc nhưng chỉ biết một mặt của chúng. Trong các bí thuật của huyết tộc, phệ cốt huyết sát mới là bí thuật đáng sợ nhất, có 102. Nhưng tiếc là 100 năm trước tôi tình cờ có được bí thuật này. Dù sức chiến đấu của cậu đáng sợ thế nào, nhưng dù thế nào cậu cũng không ngờ tôi vẫn còn một tuyệt chiêu này nhỉ. Trưởng lão Thanh Dương cười mỉa nói. Lúc này trưởng lão Thanh Dương chắp một tay sau lưng, bày ra bộ dạng cao thượng, kiêu ngạo nhìn bốn phía. Trên con đường này tôi luôn cẩn trọng, làm gì có sơ suất gì. Cậu nghĩ tôi không nhìn ra kiếm khí đó của cậu sao? Đó chỉ là do tôi cố ý để lộ một chiêu thua cho cậu thấy thôi để làm cậu sơ suất khinh địch. Tôi mới có thể dồn cậu vào chỗ chết. Nói đến đây trưởng lão Thanh Dương bật cười thành tiếng. Ồ, cũng có thể nói rằng ban nãy ông cố ý làm như vậy, Tiêu Chính Văn ngẩng đầu lên hỏi ông lão Thanh Dương. Không sai, tôi để cậu làm mọi thứ được thuận lợi chẳng qua chỉ là để tỏ ra yếu thế với cậu, để cậu cho rằng có thể chiến thắng tôi dễ dàng. Thế nhưng cậu cũng không thử nghĩ xem tôi có thể đứng vững ở cảnh giới thiên cảnh này mấy nghìn năm thì sao có thể dễ dàng bị đánh bại như thế. Tất cả mọi chuyện tôi làm trước đây đều là để gài cậu vào bẫy, cậu còn thật sự cho rằng dựa vào một kẻ tiểu bối trong thế tục như cậu mà có thể chiến thắng được tôi hay sao? Rõ ràng là chuyện quá đỗi nực cười. Trưởng lão Thanh Dương nhìn về phía Tiêu Chính Văn bằng phong thái của kẻ thắng cuộc. Mãi tới lúc này, tất cả mọi người mới ý thức được điểm đáng sợ của ông lão Thanh Dương. Chả trách nhiều cao thủ thiên cảnh trước sau đều chết trong tay ông ta như thế. Điểm đáng sợ thực sự của ông ta không phải là những con át chủ bài dùng mãi không hết mà là sự thâm hiểm không thể lường trước được của ông ta. Thông thường mà nói, với lai lịch và thân phận của ông ta, đấu một trận với hạng tiểu bối như Tiêu Chính Văn đâu cần sử dụng nhiều mưu mô như vậy. Bao nhiêu người có thể thận trọng tính toán, nắm bắt cục diện tới độ vừa khéo như thế. Vừa muốn cho Tiêu Chính Văn nhầm tưởng có thể chiến thắng lại vừa muốn khống chế ưu thế của bản thân trong một phạm vi có thể kiểm soát. Điều này đã vượt ra khỏi dự đoán của tuyệt đại đa số mọi người rồi. Chỉ dựa vào điểm này,
trưởng lão Thanh Dương đã vượt qua đa số mọi người đang có mặt, dù là mấy người Khổng Tề Thiên giỏi nhất là bày mưu tính kế thì cũng buộc phải âm thầm bái phục tính toán của trưởng lão Thanh Dương. Mỗi một chi tiết nhỏ trong trận đấu này đều nằm trong dự liệu của trưởng lão Thanh Dương, càng nằm trong tầm kiểm soát của ông ta. Không thể không nói, từ lúc sinh ra cho tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi gặp được một tiểu bối giống như cậu, có điều đáng tiếc là nếu tôi đã muốn cậu phải chết thì cậu chỉ còn đường chết mà thôi. Thật ra vốn dĩ tôi không hề muốn giết cậu, dù gì trong thế tục có thể xuất hiện một nhân tài giống như cậu là chuyện cực kỳ không dễ dàng. Chương 4620 thế nhưng cậu tuyệt đối không nên thông đồng làm bậy với đám người nhà họ Trần. Càng không nên giết chết đứa con độc nhất của tôi. Dù tôi có tiêu diệt hết cả nhà họ Trần thì cũng có làm sao. Ai dám nói nửa chữ không đây? Trưởng lão Thanh Dương nói tới đây thì ánh mắt lạnh lùng cũng từ từ lướt qua gương mặt của đám người xung quanh, mà đám người đó lại đồng loạt cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt trưởng lão Thanh Dương. Lúc này, xung quanh lặng ngắt như tờ, thậm chí ngay cả tiếng hô hấp của mọi người cũng đều có thể nghe được rất rõ. Vùng ngoài lãnh thổ vốn dĩ chính là thế giới độc tôn cường giả, dù tôi có giết ân nhân, vong tín bội nghĩa thì ai là người dám bất kính với tôi đây? Bây giờ thứ tôi cần chính là ba trái tim rồng trong cơ thể cậu và bí mật trên người cậu. Thiên Sơn Thư Lục vốn dĩ không nên thuộc về cậu mà nên thuộc về tôi mới phải. Giờ đây, việc cậu chết hay là sống đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi, chỉ cần cậu giao nộp bản dịch của Thiên Sơn Thư Lục thì tôi có thể tha cho cậu một con đường sống. Vừa nói, ánh mắt của trưởng lão Thanh Dương cũng nhìn Tiêu Chính Văn chăm chăm. Ông ta đã âm thầm điều tra về Tiêu Chính Văn từ lâu. Dù gì một tiểu bối trong thế tục sao có thể đạt tới độ cao như Tiêu Chính Văn khi mới còn trẻ như thế. Chắc hẳn trên người cậu ta đang ẩn chứa bí mật động trời. Quả nhiên, dưới sự điều tra kỹ lưỡng của trưởng lão Thanh Dương, ông ta đã biết được Tiêu Chính Văn sở hữu Thiên Sơn Thư Lục và ba trái tim rồng. Đây cũng là lý do duy nhất giải thích cho việc dù thế nào thì trưởng lão Thanh Dương cũng phải dồn Tiêu Chính Văn vào chỗ chết. Mãi tới khoảnh khắc này, tất cả mọi người mới hiểu ra dụng ý thật sự của trưởng lão Thanh Dương, thật ra ngay từ lúc bắt đầu, Cố Đồng chỉ là một quân cờ mà ông ta hy sinh mà thôi. Mặc dù đó là con trai ruột của trưởng lão Thanh Dương, thế nhưng so với Thiên Sơn Thư Lục và ba trái tim rồng trên người Tiêu Chính Văn thì căn bản chẳng đáng là gì. Thật ra ngay từ khoảnh khắc giết chết Trần Thế Long, trưởng lão Thanh Dương đã không còn có bất cứ giới hạn gì nữa rồi, hơn nữa tất cả bí thuật của ông ta đều dùng chung một phương thức để đạt được. Có thể nói, tay ông ta đã nhuốm đầy máu. Từ đó có thể nói, ngay cả Cố Đồng cũng bị ông coi như một đứa con bị ruồng bỏ, Tiêu Chính Văn lạnh lùng chất vấn. Ha ha, trưởng lão Thanh Dương nghe vậy thì phá lên cười, rất nhiều người đều sẽ cho rằng nó là con trai duy nhất của tôi, vậy nên tôi đương nhiên không nỡ để cho nó chết. Thế nhưng, không ai hiểu con hơn bố, chỉ cần tôi ngầm ra hiệu cho nó áp chế cậu thì chắc chắn sẽ chọc cho cậu nổi điên. Tới lúc đó cậu chắc chắn sẽ ra tay với nó. Như vậy cậu sẽ trở thành kẻ thù giết con của tôi, dù là nhà họ Doanh hay nhà họ Võ có giao tình tốt với cậu thì căn bản đều không thể tìm ra được lý do để khuyên nhủ tôi nữa. Vậy nên, cậu có biết cách biệt lớn nhất giữa cậu và tôi là gì không? Tôi đã xem nhẹ tất cả mọi thứ trong thế gian từ lâu, tình thân, tình bạn hay giới hạn đạo đức gì đó đều là phân chó. Chỉ có thực lực mới là vương đạo vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Với tâm tính của tôi, với thực lực của tôi, một kẻ tiểu bối như cậu lấy gì ra để đấu với tôi đây? Trưởng lão Thanh Dương lúc này đã đắc ý tới cực điểm, thậm chí trong mắt ông ta, Tiêu Chính Văn lúc này chỉ là một con cừu non chờ chết, chỉ có thể để mặc cho ông ta chà đạp. Ngay cả mấy người Điền Văn sau khi nghe xong những lời này của trưởng lão Thanh Dương cũng âm thầm kinh ngạc. Người này đã trở nên máu lạnh tới mức độ này, thật khiến cho người ta khó có thể tin nổi. Thế nhưng càng là loại người giống như ông ta thì càng đáng sợ. Trong ánh mắt của Điền Văn không những không có chút khinh thường nào, ngược lại còn ánh lên vẻ kính nể. Đặc biệt là rất nhiều con cháu nhà họ Khổng đang có mặt đều coi sự vô liêm sỉ và bỉ ổi của trưởng lão Thanh Dương như là tấm gương phải học theo suốt đời của bản thân. Trong mắt bọn họ, giới hạn hay là liêm sỉ căn bản đều chẳng đáng một xu, giống như những gì trưởng lão Thanh Dương đã nói. Chỉ cần sở hữu thực lực tuyệt đối thì ai dám nói ra nửa chữ không với bọn họ. Năm đó lúc Khổng Khưu cất giấu kế hoạch bố phòng của nước Lỗ, bán nước khắp nơi, ông ta có liêm sỉ sao? Thế nhưng kết quả thì sao? Nho thuật không phải đã trở thành quốc thuật của nước Tề hay sao?
Mặc dù bản thân Khổng Khưu không thể có được quan cao bổng lộc mà ông ta muốn, thế nhưng 100 năm sau Nho Gia đã trở thành tín ngưỡng số 1 của Hoa Quốc. Hơn nữa còn kiểm soát cả hướng đi của quốc vận Hoa Quốc trong cả nghìn năm tiếp theo, thậm chí còn từng kiểm soát quân vương, trở thành vị vua không cần vương miện trên lãnh thổ Hoa Quốc. Thật đúng như câu nói đó, vô liêm sỉ tới cực điểm sẽ là vô địch thiên hạ, Long Cổ nhìn Thanh Dương, lạnh lùng lên tiếng. Mặc dù ông ta đã vượt qua cảnh giới của Thanh Dương từ lâu, thế nhưng trên con đường vô liêm sỉ này, ông ta vẫn chỉ là một kẻ mới bắt đầu. E rằng hôm nay Tiêu Chính Văn khó tạo ra được kỳ tích rồi, kết quả của trận chiến này đã chẳng thể thay đổi được nữa. Dù chiến lực của Tiêu Chính Văn có thế nào thì rốt cuộc vẫn còn quá non yếu. So về mưu mô, cậu ta sao có thể là đối thủ của Thanh Dương? Lúc này, không ít người đều hết sức đồng tình nhìn về phía Tiêu Chính Văn, ban đầu, mọi người vẫn còn ôm chút hy vọng đối với Tiêu Chính Văn. Mặc dù anh chỉ vừa mới đặt chân lên ngưỡng thiên cảnh, thế nhưng trước đây cũng từng lập được vô số chiến tích ngược dòng, vậy nên giữa anh và Thanh Dương, ai thắng ai thua vẫn còn chưa rõ. Thế nhưng lúc này, Tiêu Chính Văn đã trúng phải kế hiểm của Thanh Dương, nào còn có cơ hội để trở mình được nữa. Ôi, gừng càng già càng cay mà. Chả trách không ít người đều nói cao thủ thiên cảnh một mặt là thực lực và cảnh giới, một mặt khác lại là mưu mô. Giống như trưởng lão Thanh Dương này, không chỉ có vô số con át chủ bài, mưu mô càng nham hiểm không thể lường hơn. Không sai, cường giả thiên cảnh, tùy tiện một người đã có thể hủy diệt thế lực cả một phương, lời này cũng chẳng phải tự dưng mà có. Sự thực quả thật y như vậy, cao thủ thiên cảnh nhận được sự kính nể của mọi người chính là vì loại thực lực và mưu mô khủng bố này, tuyệt đối không phải là thứ mà người khác có thể so bì. Dẫu sao dù là mở rộng thế lực một phương hay là dẫn dắt thế lực một phương bước lên trên đỉnh cao thì đều cần sự hòa hợp của thực lực và mưu mô. Tiêu Chính Văn nghe những lời bàn luận của mọi người cũng không thể không thừa nhận trưởng lão Thanh Dương quả thực là đối thủ khó nhằn nhất trong tất cả những kẻ anh từng gặp phải. Thậm chí có thể nói, nếu so sánh mấy người Điền Văn với ông ta thì chỉ có thể xem như chim nhỏ gặp chim lớn. Mà phệ cốt huyết sát quả thực cũng hoàn toàn trói buộc lấy khí tức của Tiêu Chính Văn. Dù chỉ cử động một ngón tay cũng khó như lên trời chứ đừng nói đến việc triển khai trận pháp và thuật pháp. Tiêu Chính Văn chỉ khẽ giơ tay lên, một lực trói buộc đã truyền tới từ nơi cánh tay, ép cho tay anh rơi về vị trí cũ. Cậu không cần phải tốn công vô ích nữa, dù cậu có vùng vẫy thế nào thì đều không thể thoát ra được từ bên trong đâu. Nói xong, trưởng lão Thanh Dương không ngừng phá lên cười và sải bước tiến về phía Tiêu Chính Văn. Chương 4622 khoảnh khắc trưởng lão Thanh Dương vừa dứt lời, dưới chân Tiêu Chính Văn đã xuất hiện vô số đôi tay nhuốm máu túm thẳng lấy chân anh. Sau lưng Tiêu Chính Văn lại là màn xương máu ngập trời, một cỗ khí lạnh bao trùm lấy Tiêu Chính Văn vào bên trong. Đây là huyết vực, là bí thuật vô thượng của huyết tộc. Viên Thiên Canh ở cách xa cả nghìn dặm ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Huyết vực vẫn luôn là bí thuật không được phép lưu truyền của huyết tộc. Hơn nữa, chỉ có lãnh đạo cấp cao của huyết tộc mới biết loại bí thuật này. Mấu chốt nhất là loại bí thuật này đã thất truyền từ cả nghìn năm trước rồi, dù là lãnh đạo cấp cao của huyết tộc bây giờ cũng rất ít người biết sử dụng nó. Không chỉ như vậy, trên đỉnh đầu của Tiêu Chính Văn, một vòng xoáy nước khổng lồ màu máu đang không ngừng xoay chuyển như bay. Bên trong vòng xoáy nước đó, vô số huyết khí đang không ngừng rơi về phía đỉnh đầu của Tiêu Chính Văn. Một luồng khí đẫm máu cực mạnh dường như đã lan truyền ra khắp nghìn dặm. Mỗi một tia huyết khí đều đang điên cuồng thu nạp sức sống xung quanh, đưa từng luồng tử khí vào bên trong cơ thể Tiêu Chính Văn. Hoa cỏ cây cối xung quanh chỉ cần nhiễm phải huyết khí này thì đều sẽ úa tàn ngay tức khắc, muôn thú chỉ cần chạm phải huyết khí này thì sẽ lập tức hóa thành cho bụi và biến mất giữa đất trời. Chẳng bao lâu sau, sinh linh vạn vật bị huyết khí hấp thụ mất sinh mệnh liền quy tụ thành một đám mây màu máu giữa bầu trời. Bên trong đám mây máu giống như còn mang theo cả tiếng sấm. Mà mỗi một tiếng thiên lôi đều như đang nổ tung trong lòng mọi người. Đây là bí thuật vô thượng của huyết tộc mà, lẽ nào trưởng lão Thanh Dương còn có quan hệ gì đó với huyết tộc? Khổng Tề Thiên không khỏi kinh hô. Huyết tộc vẫn luôn là một sự tồn tại ngoại lệ, dù là thiên đạo minh ước hay là nhà họ Khổng thì đều chẳng thể làm gì được huyết tộc. Mà cả vùng ngoài lãnh thổ cũng chỉ có một số bí thuật thượng cổ của huyết tộc là vô cùng thần bí. Hơn nữa trước đây huyết tộc còn là sự tồn tại kinh động cả một thời đại, nếu không cũng chẳng thế xưng bá ở vùng ngoài lãnh thổ như thế.
Mà huyết vực bí thuật tối cao vô thượng của huyết tộc nghe đồn là có thể khiến cho đất trời biến sắc, thay đổi phép tắc, thậm chí còn có thể hủy diệt đất trời một phương. Trưởng lão Thanh Dương rốt cuộc còn có bao nhiêu con át chủ bài vẫn chưa lật mở đây? Không ít người đều đang thầm kinh ngạc trong lòng. Lần này, ngay cả Long Cổ cũng bị trưởng lão Thanh Dương làm cho kinh ngạc. Theo lý mà nói, trưởng lão Thanh Dương chỉ là hậu bối của Long Cổ, bí thuật thượng cổ giống như vậy, ngay tới Long Cổ cũng chưa từng được thấy, trưởng lão Thanh Dương có được kiểu gì vậy chứ? Chương 4623 đặc biệt khi trưởng lão Thanh Dương đã bộc lộ ra quá nhiều bí thuật thượng cổ chỉ trong vòng một ngày, thậm chí đã đạt tới ngưỡng thuật pháp, điều này càng khiến cho Long Cổ kinh ngạc hơn. Hừ, nếu như không phải thiên phú của tôi quá thấp thì bây giờ đã du ngoạn thiên đạo, liếc nhìn thiên hạ từ lâu rồi. Một kẻ tiểu bối nhỏ bé như cậu mà cũng dám đối đầu với tôi ư? Trưởng lão Thanh Dương lên tiếng nói với vẻ mặt cao ngạo. Không sai, lúc này ngay cả Tiêu Chính Văn cũng phải nhìn trưởng lão Thanh Dương bằng con mắt khác. Chỉ là, Tiêu Chính Văn nói rồi liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Khi trước anh đã đồng ý với Quân Quân tối sẽ trở về sớm một chút để kể chuyện cho Quân Quân, nháy mắt đã tới đêm muộn rồi, Tiêu Chính Văn nhíu mày nói, đã đêm muộn rồi, tôi còn phải về kể chuyện cho Quân Quân. Tất cả những chuyện này mặc dù nói ra thì chậm, thế nhưng trên thực tế, từ lúc khai chiến cho tới bây giờ cũng chỉ mất chưa đầy 3 phút. Tiêu Chính Văn vừa mới thốt ra lời này, tất cả mọi người đang có mặt đều không khỏi nhíu mày. Đã tới nước này rồi mà Tiêu Chính Văn vẫn dám mở mồm thốt ra mấy lời ngông cuồng như thế. Còn dám nói phải về kể chuyện cho con nghe ngay trước mặt mọi người. Đừng nói là trở về, có thể giữ được tính mạng hay không vẫn còn chưa biết rõ được. Hơn nữa trận quyết đấu với cao thủ thiên cảnh nhất định phải dốc hết toàn lực, có ai là để lại đường lui. Nói thật những bí thuật này của ông quả thực rất đáng kinh ngạc. Có điều có một câu ông nói rất thành thực, thiên phú của ông quá thấp, nếu không với những gì ông học được thì tuyệt đối không thể chỉ có trình độ như ngày hôm nay. Chỉ là, vừa nói tới đây, khí tức của rồng và khí vận đế vương trong cơ thể Tiêu Chính Văn lập tức dâng lên, một luồng tử khí lao thẳng lên 9 tầng mây. Khí tức của rồng và khí vận đế vương đáng sợ đó vừa mới xuất hiện, nháy mắt đã xuyên qua vòng trời. Cùng lúc này, khắp người Tiêu Chính Văn đã được một luồng sáng màu vàng bảo vệ lấy. Tục ngữ có câu, ham nhiều mà chẳng tới đâu. Loại người có khả năng lĩnh hội cực thấp như ông, ít mà tinh luyện mới là chính đạo. Tiêu Chính Văn vừa nói dứt lời, huyết khí bao quanh khắp người anh khi trước đều lập tức tan biến. Cùng lúc này, cây giáo bá vương cũng bay ra. Khí vận đế vương, cây giáo bá vương, cậu, sao cậu có thể có khí vận đế vương cơ chứ? Trưởng lão Thanh Dương không khỏi kinh ngạc lên tiếng, cây giáo bá vương không thể phát huy tới cực hạn ở trong tay hạng vũ chính là bởi vì ông ta thiếu mất một thứ, đó chính là khí vận đế vương. Dù là như vậy, hạng vũ cũng tuyệt đối xứng đáng là sự tồn tại có 102. Chương 4624 bây giờ Tiêu Chính Văn không chỉ có cây giáo bá vương mà còn nhận được sự trợ giúp của khí vận đế vương, nhẹ nhàng vung tay đã có thể khiến cho huyết khí vô tận tan biến chỉ trong nháy mắt. Lúc này, trong lòng trưởng lão Thanh Dương biết rõ không ổn, thế nhưng tất cả đều đã muộn mất rồi. Chỉ thấy cây giáo bá vương phát ra một loạt tiếng rú rít vang vọng khắp đất trời, một sự dao động hết sức đáng sợ khiến cho khí thế của Tiêu Chính Văn tiến thẳng tới trạng thái đỉnh cao chỉ trong nháy mắt. Tiêu Chính Văn cao ngạo đứng giữa hư không, rõ ràng trông như thiên thần giáng thế, chỉ một ánh mắt cũng khiến cho bầu trời chấn động, sao rơi vụn nát. Cùng lúc này, Tiêu Chính Văn giống như đã hòa vào làm một với trời đất nơi này chỉ trong khoảnh khắc. Vận mệnh của tất cả muôn dân bên dưới đất trời giống như đều bị Tiêu Chính Văn kiểm soát trong lòng bàn tay. Cậu muốn lật ngược tình thế. Nằm mơ đi, đôi mắt của trưởng lão Thanh Dương lóe ra hai tia sáng sắc lạnh, khí tức bên dưới chân dâng cao gấp mấy lần. Ông ta đương nhiên không thể khoanh tay chờ chết, chỉ thấy trưởng lão Thanh Dương giơ tay chỉ trời, vô số ánh sao lập tức quy tụ lại một chỗ. Như thể lại tạo ra một khoảng đất trời mới trong khoảng đất trời này vậy. Càn khôn tạo hóa, Điền Văn không khỏi hít sâu vào một ngụm khí lạnh, kiến thức bị thất truyền này là của đại tướng Trung Ly Muội dưới trướng Hạng Vũ năm đó. Trung Ly Muội năm đó cường hãn tới độ nào, một mình quét sạch quá nửa Hoa Quốc, gần như không ai có thể địch lại được. Ngay cả Tiêu Hòa năm đó cũng bị ông ta đánh cho đại bại, thậm chí còn suýt mất mạng. Mà Hàn Tín cũng suýt bại trong tay của Trung Ly Muội. Bây giờ ngay cả loại bí thuật như càn khôn tạo hóa cũng được trưởng lão Thanh Dương sử dụng,
trưởng lão Thanh Dương đã cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Khi khoảng đất trời nhỏ kia không ngừng mở rộng ra thì nó cũng bao vây lấy Tiêu Chính Văn. Bên trong khoảng đất trời nhỏ này, trưởng lão Thanh Dương chính là vị thần sáng thế thực thụ. Dù là mưa gió sấm sét, trưởng lão Thanh Dương đều có thể tùy ý kiểm soát, Tiêu Chính Văn chẳng khác gì đang giao chiến trong cùng một khoảng đất trời mà không chỉ là trưởng lão Thanh Dương. Chỉ là, Tiêu Chính Văn vẫn tỏ ra hết sức bình thản, không có chút kinh hoàng nào. Khí tức trên người anh không những không yếu đi mà ngược lại còn không ngừng gia tăng. Tiêu Chính Văn không khỏi khẽ lắc đầu, suốt cả chặng đường này, trưởng lão Thanh Dương quả thực có thể coi là nhân tài hiếm có, chỉ đáng tiếc là người này tâm địa bất chính, giữ lại ông ta sẽ chỉ gây thêm tai họa mà thôi. Tiêu Chính Văn, bây giờ cậu vẫn cho rằng mình có thể sống sót rời đi sao? Chương 4625 bên trong khoảng đất trời này, tôi chính là vị thần sáng thế. Tôi chính là thần minh, cậu lấy gì ra để đấu với tôi? Trưởng lão Thanh Dương cười lạnh lùng không thôi, sau đó phất ống tay áo, vô số thiên lôi cứ thế lao thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn khẽ lắc đầu nói, xem ra mãi tới bây giờ ông vẫn chưa ngộ ra được. Tư chất quá kém cỏi. Tiêu Chính Văn lập tức giơ tay đỡ lấy mấy luồng thiên lôi đang điên cuồng lao tới kia. Hừ, cậu cho rằng khí vận đế vương là vô địch thiên hạ rồi sao? Cậu quá ngây thơ đấy. Bên trong khoảng đất trời này, ngay cả không khí cũng phải tuân theo ý muốn của tôi. Huống hồ còn có cả sông núi vạn dặm, cậu vẫn dám đối đầu với tôi. Trưởng lão Thanh Dương lúc này càng hết sức tự tin. Một giây sau, cơ thể ông ta đột nhiên hòa vào làm một với đất trời, ngay cả mỗi lần hô hấp của ông ta cũng sẽ khiến cho thế giới nhỏ bé này nổi lên từng trận cuồng phong. Có thể nói, từ sau khi Tiêu Chính Văn tiến vào vùng ngoài lãnh thổ tới nay, đây là lần đầu gặp phải một đối thủ đáng sợ như trưởng lão Thanh Dương. Càng quan trọng hơn là đối phương còn là một cao thủ tinh thông đủ loại thuật pháp, so với những đối thủ chỉ giới hạn ở cấp trận pháp mà nói thì cao hơn không biết bao nhiêu bậc. Tôi đã nói với ông rồi, ông căn bản không hề ngộ ra được chân lý, dù là thuật pháp, ở trong tay ông cũng chẳng có chút uy lực nào. Nói xong, Tiêu Chính Văn chỉ vung tay ra, đám thiên lôi và cuồng phong kia lập tức tản đi mất. Tất cả mọi thứ trong thế gian vốn dĩ đều là ảo mộng tan vỡ, tất cả chung quy đều sẽ tan thành hư không, lấy đâu ra thần sáng thế, lấy đâu ra khoảng đất trời nhỏ một phương. Vừa nói dứt lời, cùng với một tiếng nổ kinh thiên, trưởng lão Thanh Dương lập tức quay trở về trước mặt Tiêu Chính Văn, tất cả mọi thứ xung quanh đều trở về trạng thái ban đầu. Chuyện này không thể nào, trưởng lão Thanh Dương lớn tiếng kinh hô. Cho dù thế nào trưởng lão Thanh Dương cũng không dám tin bí thuật xa xưa mà mình chuyên tâm tu tập nhiều năm lại bị Tiêu Chính Văn phá giải như thế. Trời đất và vạn vật này đều có linh tính, một chữ linh đó sao có thể là thứ ông có thể hiểu được. Cho dù là vạn vật thế gian đều tuân theo đại đạo, cái gì là đại đạo? Đạo vốn dĩ vô thường lại có vết tích có thể tìm kiếm, đây là thiên mệnh. Ông có hiểu không? Tiêu Chính Văn tiện thể nói một câu càng khiến trưởng lão Thanh Dương hoảng sợ. Thấy Tiêu Chính Văn giơ tay lên định phá giải thuật pháp của mình, trưởng lão Thanh Dương toát mồ hôi lạnh. Cho đến lúc này ông ta mới hiểu được trước đó Tiêu Chính Văn chưa đánh hết sức lực của mình, hơn nữa trong mắt ông ta, hậu bối này không phải là người mà cấp bậc như ông ta có thể chọc vào. Với khả năng lĩnh hội của Tiêu Chính Văn, dù là các trưởng bối mạnh hơn ông ta hàng trăm lần cũng chưa bằng nửa phần của Tiêu Chính Văn chứ đừng nói là ông ta. Dù sao Tiêu Chính Văn cũng còn quá trẻ, chỉ chưa đến 30 tuổi mà đã có thể lĩnh hội được đại đạo, đây là khả năng lĩnh hội đáng sợ thế nào. Chương 4626 ngay cả khi miêu tả Tiêu Chính Văn bằng từ thiên tài cũng hơi có ý xem nhẹ. Những lời anh vừa nói đó hệt như thiên tiên, cũng chỉ có thể lĩnh hội đến đó thôi nhỉ. Khi trưởng lão Thanh Dương còn đang ngạc nhiên, vòng xoáy màu máu trên đỉnh đầu Tiêu Chính Văn bỗng vỡ ra. Vô số huyết khí gặp được khí vận đế vương màu tím đó lập tức hòa tan như băng tuyết đụng phải mặt trời. Ông nghĩ huyết vực là gì? Là thuật pháp ông có thể tùy tiện sử dụng sao? Huyết vực là máu vô thường trong mặt đất, cũng là máu của vũ trụ. Máu này vừa là không khí vừa là đất nước lửa gió, là linh hồn của sông núi nước non chứ không phải là máu của mấy thứ dơ bẩn. Chỉ một câu nói không chỉ huyết khí xung quanh tiêu tán mà ngay cả hoa cỏ cây cối khô héo trước đó cũng dần dần đâm chồi nảy lộc. Đây, trưởng lão Thanh Dương không hiểu thực vật khô héo đó làm sao có thể hồi sinh được. Cái này vẫn chưa là gì,
sinh linh đã hóa thành cát bụi trong khí huyết đó cũng dần trồi lên. Nhìn thấy thế, không chỉ trưởng lão Thanh Dương ngạc nhiên đến mức tròn mắt mà ngay cả những người ở đó cũng ngây người. Quá kinh khủng, nhưng họ nào biết chim thú chết đi đó không chết thật mà là trả khí huyết lại cho trời đất này. Bây giờ trưởng lão Thanh Dương đã hoảng sợ lắm rồi, ông ta nghĩ nếu Tiêu Chính Văn có thể làm cho cây cỏ hoa lá và hàng trăm sinh vật hồi sinh thì dĩ nhiên bản thân anh cũng có thể chết rồi hồi sinh lại. Thế thì còn đánh đấm thế nào nữa? Đừng nói ông ta không phải là đối thủ của Tiêu Chính Văn, dù ông ta có đủ khả năng nghiền ép Tiêu Chính Văn thì đối mặt với một người có đánh cũng không chết, thần tiên cũng buông tay chịu thua. Không thể nào, cậu, sao cậu có thể khiến chúng nó hồi sinh? Cậu, Tiêu Chính Văn chỉ mỉm cười với sự hoảng loạn của trưởng lão Thanh Dương, hàm ý trong đó không cần Tiêu Chính Văn giải thích, dù có nói ra thật thì trưởng lão Thanh Dương có thể hiểu được bao nhiêu. Sau đó Tiêu Chính Văn chỉ đâm một giáo tới. Trưởng lão Thanh Dương chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên ánh sáng bạc, sau đó mọi thuật pháp hay trận pháp mà ông ta triển khai trước đó đều dần biến mất. Phụt, thuật pháp bị phá vỡ, trưởng lão Thanh Dương nôn ra một ngụm máu, lúc này ông ta mới nhận ra tại sao từ trước đến nay không một ai có thể địch lại Tiêu Chính Văn. Tại sao anh còn nhỏ tuổi nhưng lại dám làm loạn tình hình ở ngoài lãnh thổ? Thực lực này, khả năng lĩnh hội này nào phải là thứ ông ta có thể so được? Cậu, trưởng lão Thanh Dương gắng sức ngẩng đầu lên, không dám tin nhìn Tiêu Chính Văn. Chương 4627 giờ khắc này huyết khí lao ra từ trong đất bao phủ lấy cả người trưởng lão Thanh Dương. Tuy nhiên điểm khác biệt so với việc trưởng lão Thanh Dương thi triển trước đó là huyết khí lao ra từ trong đất hệt như một tia máu, tạo thành một bức màn sáng đỏ xung quanh trưởng lão Thanh Dương. Cùng lúc đó trong không trung lại xuất hiện đám mây đỏ màu máu. Nhưng trong đám mây đỏ đó lại không có tiếng sấm mà là âm thanh của thế gian. Có tiếng kêu hót, có tiếng vui đùa của trẻ con, có tiếng kêu thảm thiết đau đớn khi sinh linh sắp lâm vào cái chết. Tiêu Chính Văn tiến đến một bước đến trước mặt trưởng lão Thanh Dương, không có đòn tấn công mạnh mẽ nào, thậm chí không có một cú đánh nào cả, chỉ là một ánh mắt. Khoảnh khắc Tiêu Chính Văn nhìn trưởng lão Thanh Dương, ông ta bỗng trợn mắt, đồng tử lộ ra vẻ hoảng sợ. Cậu, cổ họng trưởng lão Thanh Dương phát ra một tiếng không rõ. Dường như ông ta đã dùng hết sức lực nhưng lại chẳng thể làm gì được một hậu bối. Bản thân ông ta lại bị ánh mắt của Tiêu Chính Văn làm cho thần hồn bị thương. Mọi thứ đều rất buồn cười. Rõ ràng ông ta đã chú ý rất nhiều đến Tiêu Chính Văn, thậm chí ngay từ đầu đã bày bố mọi thứ nhưng kết quả thì sao? Ông ta vẫn thất bại, hơn nữa còn bại hoàn toàn. Thật ra những gì ông bày bố đều như một màn kịch với tôi vậy, những tính toán của ông lại chẳng có tác dụng gì với thực lực tuyệt đối cả. Tôi chưa từng xem không là đối thủ của tôi. Tiêu Chính Văn cười nhạo, ánh mắt lóe lên tia lạnh lùng đập thẳng vào mắt trưởng lão Thanh Dương. Ngay lúc này con người trưởng lão Thanh Dương cũng dần không có tiêu cự, mái tóc vốn dĩ vẫn đen tuyền của ông ta lại biến thành màu trắng. Làn da vốn dĩ vẫn có độ đàn hồi cũng thoáng chốc trở nên khô khốc. Người đứng xem đã sững sờ nhìn cảnh tượng này. Trưởng lão Thanh Dương xong đời rồi ư? Tôi thấy trưởng lão Thanh Dương vẫn còn chiêu cuối, không chừng sẽ kéo theo Tiêu Chính Văn chết cùng. Không ít người vẫn không dám tin, đường đường là trưởng lão Thanh Dương mà lại thất bại trong tay Tiêu Chính Văn. Giữa các cao thủ thiên cảnh không có thắng thua, chỉ có sống chết. Thất bại có nghĩa là chết, trưởng lão Thanh Dương sao có thể cam lòng nhận thua được? Chắc chắn trưởng lão Thanh Dương sẽ một đòn thề chết, chúng ta có phải cũng cần, nói đến đây, Ngụy Vinh Kỳ lạnh lùng nhìn mấy người Trần Huy Tổ. Chương 4628 chỉ cần trưởng lão Thanh Dương quyết tâm kéo theo Tiêu Chính Văn chết cùng, dù Tiêu Chính Văn không chết cũng sẽ bị thương nặng, mà Ngụy Vinh Kỳ vẫn nhân cơ hội này trả thù cho Ngụy Võ Hầu. Nhưng Long Cổ lại lắc đầu nói, không, Thanh Dương đã sức cùng lực kiệt rồi, ông ta không thể có một đòn thề chết gì đó đâu. Long Cổ vừa dứt lời, cả người trưởng lão Thanh Dương bỗng bị đám mây đỏ trong không trung hút vào giữa không trung. Trưởng lão Thanh Dương tuyệt vọng nhìn Tiêu Chính Văn. Lúc này cho dù ông ta có bao nhiêu chiêu cuối đi chăng nữa cũng không còn tác dụng với ông ta nữa. Không phải là ông ta không mạnh mà là Tiêu Chính Văn quá mạnh. Sức mạnh này đã vượt qua khỏi nhận thức của ông ta. Mọi người cũng ớn lạnh khi nhìn thấy cảnh này. Ngụy Vinh Kỳ lúc nãy còn muốn ra tay giết chết Tiêu Chính Văn cũng không dám tin nhìn Tiêu Chính Văn.
trưởng lão Thanh Dương thế mà lại thua trong tay Tiêu Chính Văn, còn thua đến mức không có sức đánh trả. Sau khi ánh sáng đỏ đó đi vào trong người trưởng lão Thanh Dương, máu chảy ra từ khắp người trưởng lão Thanh Dương. Nhìn trưởng lão Thanh Dương cả người be bét máu, mọi người đều như nghẹt thở. Dường như trưởng lão Thanh Dương còn muốn vùng vẫy nhưng cả người ông ta đã bị ánh sáng màu máu đó vây khốn, không thể động đậy. Sau khi trưởng lão Thanh Dương bỗng há miệng, một luồng sáng bắn ra từ trong miệng ông ta. Ngay sau đó, mọi thứ xung quanh đều trở nên yên tĩnh, đám mây đỏ và huyết khí lao ra từ mặt đất đều biến mất. Bịch, thi thể trưởng lão Thanh Dương nặng nề rơi xuống đất. Mọi người đều hoảng sợ khi nhìn thi thể khô quắt của trưởng lão Thanh Dương. Mấy tháng trước, khi vừa vào ngoài lãnh thổ, Tiêu Chính Văn vẫn còn là một hậu bối tranh giành với đám người Vương Vũ. Nhưng chỉ mấy tháng ngắn ngủi mà không chỉ bốn cậu chủ chiến quốc lần lượt thất bại trong tay anh, bây giờ ngay cả một trong bốn đại trưởng lão của Vạn Kiếm Cốc trưởng lão Thanh Dương cũng bại trong tay Tiêu Chính Văn. Trước đó có lẽ đám người Điền Văn còn nghĩ mình có thể vượt qua Tiêu Chính Văn, sau đó giết anh thì lúc này chỉ một ánh mắt, Tiêu Chính Văn đã có thể giết trưởng lão Thanh Dương. Đây là bản lĩnh mạnh đến mức nào? Có thể là người họ so được sao? Đồng thời đây cũng có nghĩa là Tiêu Chính Văn đã trở thành một bậc đại Phật của ngoài lãnh thổ, thậm chí đã chiếm một vị trí nhất định. Chương 4629 một trận đánh bại trưởng lão Thanh Dương. Những người có mặt ở đây, đều tôn kính gọi một tiếng tiền bối Tiêu. Bất luận bọn họ bao nhiêu tuổi, bất kể họ thuộc thế lực phương nào, như Tiêu Chính Văn đã nói, khi đối mặt với thực lực tuyệt đối, tất cả đều chỉ là lời nói suông mà thôi. Có thể nói, từ nay về sau, địa vị của Tiêu Chính Văn đã vượt qua xa trưởng lão Thanh Dương, thậm chí ngay cả các thế lực ở mọi nơi trước kia từng muốn gây khó dễ với Điện Thần Long, từ giờ phút này, họ cũng phải nhìn sắc mặt của Tiêu Chính Văn để làm việc. Lúc này, Khổng Tề Thiên hay anh em Điền Văn, sắc mặt ai nấy cũng đều vô cùng khó coi. Tiêu Chính Văn đã vượt ra xa khỏi nhận thức của bọn họ, càng khỏi nói đến việc bọn họ có thể vượt qua Tiêu Chính Văn. Trước đây bọn họ còn có thể dựa vào tài năng của bản thân, cùng với thực lực to lớn ở phía sau để thách đấu Tiêu Chính Văn, nhưng bắt đầu từ ngày hôm nay, tất cả người đứng trước mặt Tiêu Chính Văn tại đây, đều đã không đáng nhắc đến. Ngược lại, bọn họ còn phải lo lắng Tiêu Chính Văn sẽ không vì ân oán chồng chất trước kia mà đi gây phiền phức cho bọn họ. Không ai ngờ được rằng, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, Tiêu Chính Văn từ một tiểu bối của cảnh giới nhân hoàng, đã nhảy vọt một cách nhanh chóng. Anh bộc lộ tài năng để vượt qua những cậu chủ chiến quốc, trở thành ánh sáng chói lọi nhất trong tất cả các thế hệ trẻ. Trận chiến này không chỉ là thắng lợi của một mình Tiêu Chính Văn, mà còn tượng trưng cho địa vị của Điện Thần Long ở ngoài lãnh thổ đã không thể phá vỡ. Bất luận là sau này, thân phận hay địa vị của người của Điện Thần Long ở vùng ngoài lãnh thổ đều mang sự tồn tại cách biệt, cho dù là các thế gia cổ xưa cùng với các thế lực khắp nơi, khi trông thấy ba chữ Điện Thần Long đều phải đi đường vòng. Chúng tôi kính chào tiền bối Tiêu. Ngay lúc này, nhiều người rối rít chắp tay hành lễ với Tiêu Chính Văn. Từ thời khắc này, điều mà Tiêu Chính Văn đại diện đã không chỉ là một mình anh, mà còn là một lực lượng mới vùng ngoài lãnh thổ, không chỉ Điện Thần Long, mà còn có giới thế tục. Đám người Điền Văn mặc dù không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể chắp tay hành lễ Tiêu Chính Văn. Ở trước thực lực tuyệt đối, bọn họ cũng không thể không khuất phục trước Tiêu Chính Văn. Kính chào anh Tiêu, chúc mừng anh Tiêu nổi danh khắp thiên hạ. Giờ phút này, tất cả mọi người vây xem đều nhao nhao chắp tay hành lễ với Tiêu Chính Văn, không dám lộ ra một chút ý định chậm chạp. Bởi vì lúc này Tiêu Chính Văn đã đứng đầu thế lực các phương ngoài lãnh thổ, chỉ cần những thế lực ở chiến trường bên ngoài vũ trụ không thể trở về thì ở vùng ngoài lãnh thổ, ai dám đấu với anh. Ngay cả Long Cổ đứng bên ngoài quan sát cũng không khỏi thở dài một tiếng, thất bại lần này của trưởng lão Thanh Dương, đã khiến cho địa vị ở ngoài lãnh thổ của Tiêu Chính Văn không thể đả động. Sau này, còn ai dám quyết chiến cùng Tiêu Chính Văn? Chẳng lẽ lại để ba vị trưởng lão của Vạn Kiếm Cốc hợp lực đánh một tiểu bối sao? Hoặc là 12 vị trong cung hoàng đạo của Thánh Giáo Đình, hay 12 vạn kiếm sĩ hoàng kim kia? Chương 4630 nhưng những người này đều không dễ dàng xuất đầu lộ diện ở vùng ngoài lãnh thổ, đối với bọn họ mà nói, chiến trường bên ngoài mới là thiên hạ của bọn họ. Đối với khu vực ngoài lãnh thổ, bọn họ đã được xem như là những nhân vật huyền thoại, sao có thể tranh giành với một hậu bối cơ chứ? Tiêu Chính Văn lại chỉ liếc nhìn đồng hồ đeo tay, xoay người muốn quay về đế khư.
mặc dù bây giờ anh đã đến đỉnh cao, nhưng anh vẫn là chồng của Khương Vi Nhan, vẫn là bố của hai đứa bé. Khi Tiêu Chính Văn rời đi, đám người Điền Văn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, giây phút ánh mắt của Tiêu Chính Văn quét qua trên mặt của bọn họ, tim của bọn họ như nhảy lên đến cổ họng. Thậm chí Điền Khải chỉ bị Tiêu Chính Văn nhìn một cái, toàn thân đã toát mồ hôi lạnh. Trước khi khai chiến, đám người Điền Văn đã có ý định đánh tan Điện Thần Long và giới thế tục, may mà bọn họ chỉ đến quan sát, nếu không, lúc đó mà giết đến Điện Thần Long thì hậu quả thật không thể tưởng tượng. Tin tức trưởng lão Thanh Dương bại trận truyền đi như một cơn gió, nhanh chóng quét sạch toàn bộ vùng ngoài lãnh thổ. Trên một ngọn núi cao ở vùng phía đông, Long Cổ đứng trên luồng sáng cứ thế lao tới. Trong cung điện trên đỉnh núi, mấy cô gái xinh đẹp không thể tả, đang ngồi trong đình để thưởng thức trà. Những cô gái này tuy đẹp như tiên nữ, nhưng mỗi một người đều có thực lực kinh người. Cho dù đám người Điền Văn cũng không dám tùy tiện khinh thường. Long tướng quân, ông đúng là khách quý hiếm gặp. Lúc này, một âm thanh nhẹ nhàng từ xa truyền tới. Chỉ thấy xa xa trong rừng đào, Ngô Thiên Hoa đang ngồi trong đình gảy đàn. Hôm nay tôi đến chỉ để thông báo cho cô một chuyện. Tên hậu bối Tiêu Chính Văn này, tốt nhất không nên chọc vào. Long Cổ liếc nhìn Ngô Thiên Hoa trong đình, trầm giọng nói. Lại là người của nhà họ Doanh ư? Ngô Thiên Hoa khẽ ngước mắt nhìn Long Cổ phía trên không, nói. Trước đó, việc người nhà họ Doanh đến cầu xin vì Tiêu Chính Văn đã ầm ĩ đến mức ai cũng biết, Ngô Thiên Hoa tất nhiên cũng nhận được tin tức. Hôm nay Long Cổ lại cố ý đến đây, 80% là nhà họ Doanh muốn âm thầm bảo vệ Tiêu Chính Văn. Không, Thanh Dương chết rồi, Long Cổ vừa dứt lời, dây đàn trong tay Ngô Thiên Hoa đứt làm ba khúc. Cái gì, Thanh Dương chết rồi sao? Vẻ mặt bình tĩnh trên khuôn mặt Ngô Thiên Hoa biết mất, thay vào đó, lại là vẻ mặt lạnh như băng. Tin này vô cùng chính xác. Hơn nữa, lúc đó tôi cũng có mặt. Long Cổ thở dài một tiếng. Chương 4631 sao có thể chứ? Ngô Thiên Hoa dù thế nào cũng không dám tin vào tai mình. Cô ta trước đó đã âm thầm quan sát Tiêu Chính Văn, hơn nữa, còn phái người thăm dò bối cảnh của Tiêu Chính Văn, anh không phải là con cháu của thế lực lớn nào cả. Nếu nói ở vùng ngoài lãnh thổ, Tiêu Chính Văn có chỗ dựa vững chắc gì đó, thì chỉ có thể là nhà họ Doanh và nhà họ Võ. Còn hai anh em Bạch Ngọc Trinh thì e rằng ngay cả một nửa chỗ dựa cũng không được tính. Lúc đó cảnh giới của Tiêu Chính Văn chỉ mới đến đế cảnh cấp 3, cho dù anh tiến bộ thần tốc và có thêm đan dược tốt, cũng không thể nào giết được Thanh Dương. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, tôi cũng không dám tin là thật. Suy cho cùng cậu ta cũng chưa tới 30 tuổi, Thanh Dương đã ở cảnh giới thiên cảnh cấp 1 hơn nghìn năm nay. Trận chiến này cũng khiến tôi rất khiếp sợ. Long Cổ nghĩ lại vẫn còn sợ hãi, nói. Sao có thể chứ, Tiêu Chính Văn chỉ là một cao thủ đế cảnh, có thể giết được Thanh Dương sao? Ông ta là người đứng đầu trong số các thiên cảnh cấp 1, đừng nói là Tiêu Chính Văn còn con, cho dù tôi và ông muốn giết ông ta cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ngô Thiên Hoa nói với vẻ mặt nghiêm túc. Hai, cho nên tôi mới cảm thấy khiếp sợ. Nếu như là cô có thể dùng một ánh mắt giết chết Thanh Dương không? Long Cổ nghiêng đầu nhìn về phía Ngô Thiên Hoa. Hả, Ngô Thiên Hoa đờ đẫn một lúc lâu, mới lắc đầu nói, không thể nào. Dù cảnh giới chênh lệch nhiều đến mức nào, mọi người đều là thiên cảnh, ai có thể dùng một ánh mắt giết được đối phương chứ? Ông nhìn lầm rồi phải không? Tôi tuyệt đối không nhìn lầm. Hơn nữa, Tiêu Chính Văn giết chết Thanh Dương là dùng thuật pháp của cậu ta. Nói cách khác, nếu không phải Tiêu Chính Văn sớm đã học được bí thuật huyết vực của huyết tộc thì là cậu ta đã nhìn thấu được bí thuật huyết vực ở ngay tại trận đấu. Dứt lời, ngay cả sắc mặt của Ngô Thiên Hoa cũng biến đổi. Tiêu Chính Văn mới bao nhiêu tuổi chứ? Bí thuật huyết vực đã thất truyền được nghìn năm, sao anh có thể học được? Nếu là do học được ngay tại trận đấu thì năng lực của Tiêu Chính Văn đúng là đáng sợ đến cực điểm. Vùng ngoài lãnh thổ trong cả nghìn năm qua, cũng chỉ có một người xuất chúng như thế thôi nhỉ. Không thể nào, trong lúc giao đấu, có thể học được bí thuật của đối phương, còn là thuật pháp có cấp độ cao, lại không phải là trận pháp, tuyệt đối không thể nào. Nói đến đây, sắc mặt của Ngô Thiên Hoa đã trắng như tờ giấy. Còn có khả năng thứ ba không? Thực ra người khác có lẽ không hiểu, nhưng chúng ta rất rõ ràng. Khi giao đấu, nhân tiện học được kỳ pháp, trong lịch sử cũng không phải chưa từng xuất hiện. Chỉ có điều,
thời đại của người đó cách lúc này quá lâu rồi. Long Cổ trầm giọng nói. Chương 4632 Phong Hậu. Khi Ngô Thiên Hoa nói ra cái tên này, trên trán thậm chí còn đổ mồ hôi lạnh. Phong Hậu quân sư của Hoàng đế Hiên Viên, người này có thể gọi là người đứng đầu chỉ sau Hoàng đế Hiên Viên, ngay cả huyền nữ cũng không cách nào có thể so sánh. Cho nên tôi nói, lai lịch của người này, e rằng không có đơn giản như vậy, lỡ như cậu ta có quan hệ với Phong Hậu hoặc Hiên Viên, vậy, nói đến đây, Long Cổ cũng không dám nói thêm nữa. Cũng chưa chắc, Ngô Thiên Hoa lau mồ hôi lạnh trên trán, liên tục lắc đầu, suy cho cùng, với năng lực của Tiêu Chính Văn, khả năng biết được bí thuật thượng cổ vẫn hết sức có hạn. Quân sư Phong Hậu của Hoàng đế Hiên Viên tương tự như đế sư. Mà nhà họ Tiêu thật sự có quan hệ gì đó với Phong Hậu sao? Hoa quốc không ngừng sinh sôi nảy nở, rất nhiều dòng họ thời thượng cổ cho tới thế tục hiện đại đều đã có những biến hóa rất lớn, nhưng theo như Ngô Thiên Hoa biết, nhà họ Phong không hề có chi thứ họ Tiêu. Nhưng tôi nghĩ nếu như nhà họ Tiêu thực sự có quan hệ với nhà họ Phong, với thủ đoạn của đế sư thượng cổ thì sẽ không thể bị chúng ta điều tra ra được. Càng không thể kinh động tới thiên đạo minh ước mới phải. Ngô Thiên Hoa lại lên tiếng với biểu cảm nghiêm túc. Lực kiểm soát của thiên đạo minh ước đối với vùng ngoài lãnh thổ rất mạnh, ngay cả mấy hoàng tộc lớn và cậu chủ của thời kỳ chiến quốc đều bị kiểm soát nghiêm ngặt. Nếu như Tiêu Chính Văn thật sự có liên quan với nhà họ Phong, vậy thì bên phía thiên đạo minh ước không thể không biết chuyện. Càng không thể để cho Tiêu Chính Văn bước tới được ngày hôm nay. Mà Phong Hậu có thủ đoạn như thế nào, cũng tuyệt đối không thể để cho Tiêu Chính Văn bộc lộ tài năng trước khi chưa có đủ thực lực khiêu chiến với thiên đạo minh ước. Điều khiến cho người khác cảm thấy khó hiểu nhất là nếu như Tiêu Chính Văn không có huyết mạch của nhà họ Phong, thì sao anh có thể đạt tới ngưỡng thiên cảnh chỉ trong vòng 30 năm ngắn ngủi với tốc độ không thể tin nổi như thế? Cô cũng đang hoài nghi Tiêu Chính Văn có thật sự có quan hệ với nhà họ Phong hay không à? Long Cổ nhíu mày hỏi. Đương nhiên, người biết tới nhà họ Phong không hề nhiều, nhưng người ở cấp bậc giống như chúng ta thì sao có thể không biết được? Nếu như Tiêu Chính Văn thật sự có quan hệ với nhà họ Phong thì anh ta không thể giết chết Thanh Dương một cách trắng trợn như thế. Nếu không sẽ thu hút sự chú ý của thiên đạo minh ước, nhất định sẽ bị cả vùng ngoài lãnh thổ nhắm vào. Với vẻ mưu mô của Phong Hậu thì tuyệt đối sẽ không phạm phải sai lầm nhỏ nhặt như thế, Ngô Thiên Hoa lên tiếng. Nghe tới đây, Long Cổ không ngừng thở dài, nói ôi, dù chân tướng thế nào, tóm lại tuyệt đối đừng có dây vào Tiêu Chính Văn, tôi luôn có một loại dự cảm không lành. Chương 4633 Ồ, Ngô Thiên Hoa quay đầu nhìn về phía Long Cổ. Nhà họ Doanh, nhà họ Bạch, nhà họ Võ, tứ kiệt chiến quốc. Bọn họ sẽ không bao giờ phí sức ủng hộ một kẻ hậu bối, nói không chừng phía sau có nhân vật lớn gì đang bố trí một cục diện động trời. Tốt nhất đừng dấn thân vào trong cục diện rối ren này, nếu không cả tôi và cô e rằng đều sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu, Long Cổ nhíu chặt mày, lo lắng nói. Được rồi, xem ra mối thù của Ngụy Võ Hầu tạm thời chưa thể báo được, Ngô Thiên Hoa thở dài một tiếng. Còn nữa, gần đây trời đất biến hóa khôn lường. Ông cũng phải chú ý nhiều hơn mới được. Long Cổ ngẩng đầu lên nhìn về phía vùng ngoài lãnh thổ bao la. Cùng lúc này, trên một ngọn núi cao ở bên ngoài vạn dặm xa xôi, Lưu Bá Ôn cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía những ngôi sao trên bầu trời. Bên phía đế khư, Tiêu Chính Văn đã trở về nhà, sau khi Dỗ Quân Quân và Nana đi ngủ thì anh mới đứng dậy bước ra khỏi phòng ngủ. Ở bên ngoài sân vườn, Tần Lương Ngọc và Độ Thiên Chân Nhân đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn không bước vào trong sân làm phiền Tiêu Chính Văn đoàn tụ với người thân. Chỉ là, hai người cũng đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lúc này, một ngôi sao rất sáng bên cạnh bắc đầu giao quang đang di chuyển với tốc độ cực nhanh về phía thiên quyền. Dựa theo quỹ đạo của ngôi sao này, vào vòng trăng thứ 15 sẽ hình thành một thế thiên cung phá lang với hai ngôi sao là giao quang và thiên quyền. Thiên cung phá lang cũng là một hiện tượng sao trời hung hãn nhất trong số các hiện tượng sao trời. Bắt đầu nhị tinh cùng với một ngôi sao khác hình thành nên hình cánh cung, mà nơi mũi nhọn chỉ vào cũng chính là tham lang bên trong bắt đầu thất tinh. Sự xuất hiện của hiện tượng này dự báo cho việc thiên hạ sắp xảy ra đại loạn. Thiên cung phá lang, Độ Thiên Chân Nhân nhìn về phía khoảng trời đầy sao, tự lẩm bẩm một câu. Tiêu Chính Văn lại chẳng buồn bận tâm tới hiện tượng thiên nhiên này. Mãi tới khi Tiêu Chính Văn bước ra sân, Độ Thiên Chân Nhân mới bước nhanh lên trước nói, chủ thượng, bây giờ thế lực các phương đều đang tới đế khư thăm hỏi rồi.
Chuyện Tiêu Chính Văn giết chết trưởng lão Thanh Dương đã lan truyền khắp vùng ngoài lãnh thổ, bây giờ, danh tiếng của Điện Thần Long và Đế Khư đã như mặt trời giữa ban trưa, thế lực các phương đều đua nhau tới để nịnh bợ. Dù là thế lực bên phía Hoa Quốc hay thế lực bên phía Thánh Giáo Đình, thậm chí ngay cả bên phía nhà họ Khổng cũng cử người tới chúc mừng. Hơn nữa, nơi này còn có một bức thư nhà họ Doanh cử người đem tới, muốn mời chủ thượng tới tham gia tiệc mừng của Doanh Thị. Thật ra thứ gọi là tiệc mừng của Doanh Thị chẳng qua chính là một buổi tụ họp của lãnh đạo cấp cao tới từ các thế lực có qua lại tương đối mật thiết với nhà họ Doanh, hoặc cũng có thể nói là một buổi tiệc tối giữa các hoàng tộc lớn. Lần này, nhà họ Doanh mời Tiêu Chính Văn tới không chỉ vì anh đã giết chết trưởng lão Thanh Dương mà còn là vì trận chiến này khiến cho mấy hoàng tộc lớn đều nhìn ra được thực lực của Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn bây giờ đã hoàn toàn có tư cách tiến vào hàng ngũ lãnh đạo cấp cao của vùng ngoài lãnh thổ, thậm chí có thể nói đã quyết định được chuyện giữa vùng ngoài lãnh thổ và thế tục. Chương 4634 Trần Huy Tổ bên cạnh nhìn về phía Tiêu Chính Văn với vẻ mặt kích động, chính Tiêu Chính Văn đã giúp nhà họ Trần bọn họ báo được mối thù máu. Yên tâm đi, kiến thức thất truyền cái thế vốn dĩ thuộc về nhà họ Trần của ông, sau này tôi nhất định sẽ trả lại cho nhà họ Trần. Tiêu Chính Văn liếc nhìn Trần Huy Tổ, khẽ cười lên tiếng. Thật ra bản thân Tiêu Chính Văn không hề có hứng thú với những bí thuật kia của trưởng lão Thanh Dương, chỉ riêng những bí thuật và trận pháp ghi chép trong Thiên Sơn Thư Lục, Tiêu Chính Văn đã sử dụng không hết. Tiêu Chính Văn thậm chí còn chẳng buồn liếc nhìn mấy thứ chẳng ra đâu vào đâu kia lấy một lần. Lúc này Tiêu Chính Văn cũng hơi ngẩng đầu lên nhìn về phía Thiên Tượng Thiên Cung Phá Lang. Đây là Thiên Cung Phá Lang à? Trần Huy Tổ lúc này cũng chú ý tới thay đổi của Thiên Tượng, nhíu mày nói. Lúc bố tôi còn sống đã từng nói nhà họ Trần tôi vốn dĩ không tới từ địa cầu mà là vùng ngoài vũ trụ. Thiên Cung Phá Lang này chính là một tầng trận pháp mà tiên giới vùng ngoài vũ trụ bố trí, loại trận pháp này lấy sao làm mắt, có thể ảnh hưởng trực tiếp với nội bộ địa cầu. Vậy nên mỗi lần xuất hiện loại thiên tượng này cũng là lúc cả địa cầu sắp sửa phải chìm trong hỗn loạn. Nghe thấy lời này, Tần Lương Ngọc cũng không khỏi ngẩn ngơ. Những năm cuối thời Sùng Trinh cũng từng xuất hiện loại thiên tượng này. Tới ngay theo sau chính là nắng hạn nhiều năm tại Tây Bắc, mà phương Nam lại là nạn ngập lụt triền miên. Chưa tới 3 năm, cả lãnh thổ Hoa Quốc, dân chúng lầm than, sau đó mới có cuộc đại khởi nghĩa với hàng triệu kế sách. Ngay sau đó, Đại Minh cũng bị diệt vong theo. Là trận pháp do vùng ngoài vũ trụ bố trí ư, Tần Lương Ngọc ít nhiều vẫn thấy không dám tin. Lấy sao trời làm mắt trận pháp, đây là thực lực khủng bố tới độ nào cơ chứ? Đương nhiên. Theo một số ghi chép lưu truyền của Tổ Thượng, một số cao thủ của vùng ngoài vũ trụ thậm chí có thể hủy diệt một tinh cầu chỉ trong nháy mắt, nhưng duy chỉ có địa cầu là ngoại lệ. Theo tương truyền, bên trong địa cầu có vô số luồng khí tức hết sức cường đại vẫn luôn bảo vệ cho nó, cũng chính vì như vậy nên mới khiến cho cao thủ vùng ngoài vũ trụ lăm le nhòm ngó. Tôi nghĩ đây có lẽ chính là khí tức của rồng. Trần Huy Tổ thở dài, nói. Thật ra nhà họ Trần bọn họ chính là gián điệp được vùng ngoài vũ trụ cài vào Hoa Quốc từ mấy nghìn năm trước, nhưng bao nhiêu năm trôi qua như vậy, nhà họ Trần đã hoàn toàn dung hòa vào địa cầu, nơi này đã trở thành thành viên số 2 của nhà họ Trần. Hơn nữa, sau khi Trần Khánh Chi chết, nhà họ Trần đã từ bỏ suy nghĩ chiếm đoạt khí tức của rồng từ lâu, ngược lại đã trở thành một trong số những lực lượng quan trọng để bảo vệ địa cầu. Thật ra những năm trở lại đây, nhà họ Trần đã không còn là độc truyền nhất mạch nữa, gia tộc của Trần Huy Tổ cũng chỉ là một phân chi của nhà họ Trần mà thôi chứ không phải là nhánh chính. Chương 4635 khi trước lúc nhà họ Trần gặp phải nguy nan, Trần Huy Tổ cũng từng xin chủ mạch nhà họ Trần viện trợ, nhưng lại bị nhánh chính nhà họ Trần từ chối vô tình. Thật ra giữa các phân nhánh của nhà họ Trần đều tranh đấu với nhau, còn vì bộ bí thuật được truyền từ đời Trần Khánh Chi của nhà họ Trần, tên là Thiên Thương Phá Lang. Bố của Trần Huy Tổ năm đó sau khi nhận được kế thừa của loại bí thuật này, vẫn còn chưa kịp truyền dạy cho Trần Huy Tổ thì đã bị Thanh Dương hại chết, vậy nên chẳng khác gì bố của Trần Huy Tổ đã cắt đứt dòng chảy lưu truyền của kiến thức bị thất truyền nhà họ Trần. Vậy nên ông ta mới bị người của chủ mạch nhà họ Trần từ chối ngay từ ngoài cửa. Thiên Cung Phá Lang, Tiêu Chính Văn cũng không kiềm chế được liếc nhìn hiện tượng dị thường trên bầu trời một cái. Xem ra, vô số lần biến đổi lớn bên trong truyền thuyết thượng cổ nhất định đều có liên quan tới vùng ngoài vũ trụ. Hơn nữa, từ cổ chí kim, sát phá long tam tinh chính là một ngôi sao hung hãn, cũng nhất định có liên quan tới thứ gọi là thiên cung phá lang.
Ngoài ra, trong cuối sách cuối thời Hán còn từng ghi chép rằng cuối thời Hán năm đó, chính vì xuất hiện loại thiên tượng này nhưng không nhận được sự chú ý của thiên tử thời đó nên mới dẫn tới khởi nghĩa Hoàng Cân. Dù là Hà Tiến hay là Vương Doãn, không ai ngờ được khởi nghĩa Hoàng Cân này lại gióng lên một hồi chuông báo tử cho Hoàng Triều Đại Hán. Không sai, mỗi lần thay đổi triều đại đều sẽ xuất hiện thiên tượng như vậy, bây giờ Thiên Cung Phá Lang lại xuất hiện rồi, không chỉ có bên phía thế tục bị ảnh hưởng mà vùng ngoài lãnh thổ chắc chắn cũng sẽ xảy ra đại loạn. Mặc dù Trần Huy Tổ biết không quá tường tận nhưng cũng biết sơ lược. Xem ra loạn thế thực sự đã không còn xa nữa, Tiêu Chính Văn nhíu mày, trong ánh mắt cũng mang theo vẻ nghiêm túc. Lúc Tiêu Chính Văn ngước nhìn dị tượng trên trời, một cỗ xe ngựa cực kỳ sang trọng dừng lại trước của đế khư. Điểm khác biệt lớn nhất giữa cỗ xe ngựa này với những cỗ xe ngựa khác là toàn thân xe màu đen, các hoa văn rồng được khắc trên đó đều là phù văn cổ xưa thời tiên tần. Hơn nữa, xung quanh xe ngựa còn phảng phất khí tức đế vương nặng nề. Ngay cả trong đêm đen, cũng có thể nhìn thấy rõ khí tức màu tím mờ ảo. Chỉ riêng chiếc xe ngựa này cũng có thể đoán được người trên xe ngựa có địa vị không tầm thường. Xe ngựa vừa dừng lại, một người thanh niên nhảy xuống. Tuy người này không ăn mặc sang trọng nhưng tu vi vô cùng cao. Ngay cả binh lính canh gác ngoài đế khư cũng thầm kinh ngạc. Rốt cuộc là thế gia nào mà lại dám để một cao thủ đế cảnh cấp 5 làm phu xe? Làm phiền hai vị đi báo với anh Tiêu, Doanh Hân đặc biệt đến chào đón anh Tiêu. Người thanh niên bước lên, chắp tay chào hai binh lính canh gác. Binh kính nghe xong không dám chậm trễ, vội vàng đến chỗ ở của Tiêu Chính Văn để báo cáo, anh Tiêu. Nhà họ Doanh đặc biệt cử người đến tiếp đón. Người đã đến trước cổng đế khư rồi. Tiêu Chính Văn suy nghĩ một lát rồi gật đầu nói, được, dẫn đường đi. Không lâu sau, thấy Tiêu Chính Văn đi theo binh lính gác cửa đến cổng đế khư, người thanh niên vội vàng bước lên, chắp tay nói, Doanh Hân xin chào anh Tiêu. Chương 4636 đừng nói tới việc hắn chỉ là thuộc hạ của nhà họ Doanh. Cho dù là con cháu của nhà họ Doanh thì cũng rất ít người không biết đến uy danh của Tiêu Chính Văn. Chỉ riêng cái tên Tiêu Chính Văn bây giờ cũng tất có trọng lượng ở vùng ngoài lãnh thổ. Không cần khách sáo, Tiêu Chính Văn khẽ xua tay. Tiêu Chính Văn thấy cảnh tượng này vô cùng bình thường, nhưng những người bên cạnh đều há hốc mồm. Tuy rằng các thế lực lớn tới chúc mừng Tiêu Chính Văn cũng không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng thân phận của nhà họ Doanh lại vô cùng đặc biệt. Chưa kể đến việc Tiêu Chính Văn chỉ là Long Vương của Điện Thần Long, cho dù là lãnh đạo cấp cao của nhà họ Khổng thì cũng phải cung kính trước mặt người nhà họ Doanh, ngay cả phu xe hay tùy tùng cũng phải cúi chào. Người nhà họ Doanh chủ động chào hỏi người ngoài được mấy lần. Chỉ riêng việc Doanh Hân chắp tay chào cũng đủ để chứng minh uy danh và địa vị của Tiêu Chính Văn ở vùng ngoài lãnh thổ. Lúc Doanh Hân ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chính Văn, ánh mắt còn hiện lên sự phấn khích. Hiện nay, không chỉ các thế tử lấy Tiêu Chính Văn làm hình mẫu lý tưởng, mà ngay cả thế hệ trẻ trong nhà họ Doanh cũng coi Tiêu Chính Văn như một vị thần. Suy cho cùng, một mình Tiêu Chính Văn có thể áp chế đám cậu chủ chiến quốc, khiến các thế lực thuận theo, thậm chí còn giết trưởng lão Thanh Dương, ai mà không bái phục nhân vật như vậy. Anh Tiêu, mời lên xe. Nói xong, Doanh Hân làm động tác mời. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, bước lên xe ngựa. Doanh Hân đích thân cưỡi xe ngựa rời khỏi đế khư. Lúc này, nếu đám người Điền Văn nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc. Doanh Hân là phu xe ngựa dùng, đừng nói là Điền Văn không đủ tư cách ngồi trên xe ngựa của hắn, mà ngay cả lãnh đạo cấp cao của nhà họ Khổng cũng không nhận được đãi ngộ như vậy. Không lâu sau, trước mặt Tiêu Chính Văn xuất hiện một tòa cung điện nguy nga tráng lệ. Nhìn từ xa, chỉ riêng bậc thềm cũng đã cao vạn trượng. Toàn bộ tòa cung điện vô cùng nguy nga, tựa như thiên cung tọa lạc trong núi. Xung quanh hoàn toàn bị ngăn cách bởi một bức màn ánh sáng mờ ảo, cứ như một tòa thiên cung ngoài hạ giới. Đây là nơi ở của nhà họ Doanh, cũng là thánh địa của hoàng tộc, cung Epang. Có thể nói, ai chưa từng đến cung Epang thì không thể coi là nhân vật lớn thật sự ở vùng ngoài lãnh thổ. Xung quanh cung Epang không chỉ có mấy đại trận hộ sơn, mà trong từng núi xung quanh còn ẩn chứa khí tức của vô số vị đại đế và cường giả cảnh giới đế quân. Thậm chí còn có một luồng khí tức cao thủ thiên cảnh đang thầm theo dõi mọi thứ xung quanh. Không hổ danh là hoàng tộc của nước Tần, chỉ riêng loại thần thái này cũng đủ khiến cho những thế gia lớn kia cảm thấy xấu hổ. Hơn nữa,
cho dù là người thừa kế của thế lực lớn nào, hay là cậu chủ, thế tử, thì đều phải nhận được lời mời của nhà họ Doanh mới có thể vào, nếu không, sẽ biến thành cho bụi trong chốc lát. Xe ngựa không hề dừng lại mà đi thẳng qua Tổng cung Epang, đi nhanh về hướng Hoa Viên. Chương 4637 trong Hoa Viên, khắp nơi đều là hoa thơm cỏ lạ. Thậm chí hoa tử tiêu ở đây cũng chỉ là một loài hoa bình thường mà thôi. Trước cửa hoa viên sớm đã có người đợi sẵn. Trong đám người tiếp đón Tiêu Chính Văn, ai cũng là nhân vật đứng đầu một thế lực. Ngay cả giáo hoàng đương nhiệm của Thánh giáo Đình Tây Vực cũng ở trong đám người. Xe ngựa vừa dừng ở cửa, Doanh Hân nhanh chóng bước xuống, mở cửa xe cho Tiêu Chính Văn. Lúc Tiêu Chính Văn vừa bước ra khỏi xe ngựa, tất cả mọi người đều chắp tay cúi chào. Trong số những người có mặt ở đây, không ít người đã từng có thù oán với Tiêu Chính Văn, ít nhiều đều đã đắc tội với Tiêu Chính Văn. Mặc dù trước đây bọn họ không coi Tiêu Chính Văn ra gì, nhưng hôm nay thì khác. Bọn họ không chỉ chủ động chào hỏi Tiêu Chính Văn mà còn hết sức cung kính với Tiêu Chính Văn. Xin chào cậu Tiêu, tôi là Hắc Bá. Thái Bá vừa nói vừa tiến lên một bước, chắp tay chào Tiêu Chính Văn. Hắc Bá, mọi người quay lại nhìn Thái Bá. Đây là người đã từng đi theo Doanh Cừ Lương, ngay cả gia chủ hiện tại của nhà họ Doanh cũng không dám gọi ông ta là Hắc Bá, mà phải gọi ông ta một tiếng Thái Bá. Nhưng ở trước mặt Tiêu Chính Văn, ông ta lại khai tên tuổi, hơn nữa còn vô cùng khiêm tốn. Xin chào Thái Bá, Tiêu Chính Văn cũng chắp tay cười nói. Nhìn thấy cảnh này, giáo hoàng của Thánh giáo đình vội vàng bước tới, cười nói với Tiêu Chính Văn, cậu Tiêu, trước đây đám hậu bối của Thánh giáo đình không biết phép tắc, nhiều lần đắc tội với cậu, mong cậu Tiêu lượng thứ. Ông ta sắp đột phá thiên cảnh, phía sau còn có Thánh giáo đình lớn mạnh, nhưng khi đối mặt với người Hắc Bá của nhà họ Doanh cũng phải cung kính, ông ta nào dám ngạo mạn. Lòng người là vậy, khi bạn yếu đuối, người ta sẽ chỉ sinh lòng thù hận với bạn, nhưng khi bạn cực kỳ mạnh mẽ, họ sẽ chỉ biết vẫy đuôi cầu xin sự thương hại mà thôi. Đây là cách kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Thực ra trong lòng mọi người đều có phần không cam lòng, nhưng thực lực mạnh hơn con người, bọn họ chỉ có thể kìm nén sự bất mãn. Dù sao trong mắt bọn họ, Tiêu Chính Văn chỉ là một hậu bối nhỏ bé. Nếu là người khác, đừng nói là ngồi ngang hàng với bọn họ mà ngay cả tư cách gặp mặt bọn họ cũng không có. Nhưng bây giờ, Tiêu Chính Văn không chỉ ngồi ngang hàng với bọn họ mà bọn họ còn phải chủ động tiến lên chào hỏi, gần như khác một trời một vực. Anh Tiêu, mời vào trong. Hắc Bá không thèm quan tâm đến người khác, làm động tác mời Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn lập tức được chào đón như ngôi sao hạng A. Chương 4638 sau khi ngồi xuống, Tiêu Chính Văn mới cẩn thận quan sát Hắc Bá, mặc dù trông Hắc Bá đã già, nhưng khí tức lại vô cùng ổn định. Hai mắt sáng lên, khí tức tỏa ra, ngăn cách với vạn vật xung quanh. Ông ta đã là cao thủ thiên cảnh cấp 2 đỉnh cao, chỉ còn cách thiên cảnh cấp 3 nửa bước. Anh Tiêu, mời dùng trà. Hắc Bá cười nói với Tiêu Chính Văn từ giọng điệu lịch sự của Hắc Bạch có thể thấy địa vị của Tiêu Chính Văn trong nhà họ Doanh và những người có mặt ở đây. Cảm ơn, Tiêu Chính Văn cầm tách trà lên, nhấp một ngụm rồi đưa mắt nhìn những người xung quanh. Thái Bá, cậu Tiêu. Mời, mãi đến khi Tiêu Chính Văn đặt tách trà xuống, những người còn lại mới cầm tách trà lên, dè dặt nhấp một ngụm. Thực ra, những người có mặt ở đây hôm nay, mỗi một người đều là người đứng đầu của một phương. Mặc dù bọn họ nịnh bợ Tiêu Chính Văn nhưng những người này chỉ tùy ý đưa ra một quyết định, cũng đủ để ảnh hưởng cả một thời đại. Ngay cả sự thay đổi vương triều trong giới thế tục, cũng có liên quan vô cùng mật thiết với bọn họ. Tất cả những điều này đều bởi vì tiên đế đã tạo ra thiên hà cho vạn thế, mà xu thế của thiên hạ, cũng đều do Doanh Thị chủ trì. Mặc dù Doanh Thị chỉ là một nhánh trong số đó, nhưng ý kiến của nhà họ Doanh, lại cần phải thận trọng xem xét ở bất kỳ phương diện nào. Chính vì điều này, từ xưa đến nay Hoa Quốc mới có thể dẫm đạp lên các nước Âu Lục. Bất luận là Thánh Giáo Đình hay là gia tộc Xixis, ở trước mặt nhà họ Doanh, cũng chỉ là sự tồn tại nhỏ bé không đáng nhắc đến. Cho dù người đứng đầu thế của hai thế lực này, ở trong mắt nhà họ Doanh cũng chỉ là sự tồn tại của một con chó, nếu Âu Lục và Phi Lục hoàn toàn do hai thế lực này dẫn dắt, thì bọn họ thậm chí còn không có tư cách ngồi xuống. Dẫu sao đây cũng là bữa tiệc của người, chó không có tư cách ngồi ở đây. Chỉ một ánh mắt vô tình lướt qua của Hắc Bá,
giáo hoàng của thánh giáo đình đã sợ đến cả người toát mồ hôi lạnh, vội vàng nâng ly trà cao qua đỉnh đầu, đứng lên từ ghế ngồi cuối cùng, rồi tiến đến giữa đại sảnh, quỳ ngay ngắn trên mặt đất, nhấp nhẹ một hớp trà. Người đứng đầu của gia tộc Jisis cũng bắt chước làm theo. Người đứng đầu của các thế lực khác lại hoàn toàn không cảm thấy có gì khác biệt, dường như những người Âu Lục này cần phải dùng hình thức này để tham gia vào dạ tiệc của nhà họ Doanh. Cảm ơn đã ban trà. Giáo hoàng của Thánh giáo đình cúi đầu cung kính trước mặt Hắc Bá, rồi mới trở về chỗ cũ. Hắc Bá từ đầu đến cuối đều ngẩng mặt nhìn trời sao ngoài cửa sổ, thậm chí căn bản lười để ý ông ta. Cậu Tiêu, hôm nay các vị ngồi ở đây, đều là những anh hùng chủ có thể kiểm soát xu thế chung của thiên hạ, cũng có thể nói, bọn họ chính là bá chủ ngoài lãnh thổ cùng với người thống trị của các vị vua và hoàng đế thế tục. Đương nhiên, Thiên đạo Minh ước cũng là thế lực khống chế xu thế chung của thiên hạ. Cũng giống như, năm đó Thiên đạo Minh ước lập Vương Mãng làm hoàng đế, mà chúng tôi thì không muốn thấy Đại Hán suy vong. Vì vậy, đời sau mới có Lưu Tú phục hưng, thực ra mọi người đều ở đây tranh đoạt quyền lực, chỉ có điều, đế vương các bây giờ đã hoàn toàn bị Khổng gia khống chế, mất đi tầm quan trọng vốn có của nó. Chương 4639 cho nên, đế vương các giờ chỉ là hữu danh vô thực, do nhà họ Doanh chúng tôi toàn quyền sai khiến. Còn về mọi người đang ngồi ở đây, tin rằng tôi không cần giới thiệu, đều đã từng gặp cậu Tiêu rồi. Hắc Bá nhìn lướt qua mọi người ở đây. Mặc dù trong lời của Hắc Bá, đã ám chỉ với Tiêu Chính Văn, bây giờ số phận của thế tục hay thế lực lớn vùng ngoài lãnh thổ, quyền hành thực sự đều ở trong tay nhà họ Doanh, nhưng trong số những người có mặt tại đây lại không có một người nào đứng ra phản đối. Không phải Hắc Bá mạnh, mà là nhà họ Doanh đại diện cho Đại Tần. Từ sau thời Chiến Quốc, nhà họ Doanh lại là đại diện cho Hoa Quốc. Âu Lục Man Dợ hay Vi Hào Hung Tợn, thậm chí là Phi Lục Mỹ Lục, trung tâm của tất cả các phương đều là Hoa Quốc. Vì vậy, tuy nói Đại Tần sớm đã do Đại Hán thay thế địa vị, nhưng nhà họ Doanh lại kiểm soát sự vận hành của thế giới này. Đây cũng là lý do tại sao 1000 năm qua, Hoa Quốc, trên là đế vương, dưới là con dân, chưa bao giờ xem người Âu Lục như con người. Nếu như lật sách sử của Hoa Quốc ra và đọc thật kỹ thì không khó phát hiện, thực ra người Âu Lục hay người Vi Hào, ở trong mắt của Hoa Quốc, chẳng qua cũng chỉ là sự tồn tại của một loài gia súc. Hắc Bá lại uống một hớp trà thơm, mới thản nhiên cười nói, trên thực tế, tất cả xu thế chung của thế tục trong nghìn năm qua đều là do các vị ngồi ở đây định đoạt. Hơn trăm năm trước, nếu không phải nhà họ Doanh xảy ra một chút biến cố thì bọn người xứ Vi Hào sao dám xâm phạm Giang Sơn Hoa Quốc ta. Nhưng bây giờ, vùng ngoài lãnh thổ hay giới thế tục, không chỉ thường xuyên bị thế lực bên ngoài vũ trụ uy hiếp, ngay cả trong nội bộ chúng ta cũng có những nhân tố không ổn định. Xu thế chung cùng với thiên tượng bây giờ, tôi không nói, cậu Tiêu cũng nên hiểu rõ, hiện tượng thiên cung phá lang đã xuất hiện, bất luận là thế tục hay là ngoài lãnh thổ. Bước vào thời kỳ đại loạn là điều không thể tránh khỏi. Vì vậy, có một số việc, chúng ta cần phải ngồi lại thảo luận cẩn thận. Hắc Bá cũng không che giấu điều gì với Tiêu Chính Văn, mà nói ra tất cả mọi chuyện. Ồ, thế tục cũng bị ảnh hưởng bởi thiên cung phá lang ư? Tiêu Chính Văn cau mày hỏi. Hắc Bá khẽ gật đầu nói, không sai, hoặc nói cách khác, thế tục và vùng ngoài lãnh thổ đều cần phải đổ máu, nếu không... Thiên cung phá lang ắt sẽ dẫn đến hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Đây cũng là lý do vì sao mỗi lần thiên cung phá lang xuất hiện, Hoa Quốc sẽ có vương triều thay đổi, mà Âu Lục cũng sẽ có vô vàn tai họa ập xuống. Chỉ là lần này, hiện tượng thiên cung phá lang càng kỳ dị hơn, cũng báo hiệu tai họa lần này càng nghiêm trọng hơn, vì vậy, ý của thiếu chủ là khiến Hoa Quốc thương vong 30.000 người. Âu Lục trục xuất 100 tỷ người. Lời vừa dứt. Sắc mặt gia chủ của Thánh giáo đình lập tức trắng bệch. Hoa Quốc 30.000 người, trong đó còn bao gồm một số người chết tự nhiên, mà bên Âu Lục, lại phải trả bằng 100 tỷ người chết. Chương 4640 quá, hả? Không đợi giáo hoàng mở lời, trong con ngươi của Hắc Bá đột nhiên phát ra hai luồng sáng, lạnh lùng nhìn về phía ông ta. Chỉ là một ánh mắt lướt qua, lại dọa giáo hoàng không dám nói nhiều thêm nửa chữ. Thái bá! Vi Hào và Yêu đại tộc bên kia xử lý như thế nào? Dù sao việc liên quan đến toàn bộ thế tục, người dân Hoa Quốc ta cũng phải trả giá bằng hàng vạn người, bọn họ, một người đàn ông bên cạnh mặc triều phục thời Đường đứng lên nói. Yêu đại tộc sẽ bị diệt tộc, Vi Hào diệt hết 80-90%. Đây là chủ ý của thiếu chủ. H
Hắc Bá cố ý đọc kéo dài hai chữ thiếu chủ. Tán thành, tán thành, trong tất cả những người có mặt tại đây, trừ giáo hoàng và người của gia tộc Zisis, hầu như đều là người Hoa Quốc, vì vậy, hầu như không có ai phản đối lời đề nghị của Hắc Bá. Không biết cậu Tiêu nghĩ như thế nào, ánh mắt của Hắc Bá cuối cùng cũng dừng ở Tiêu Chính Văn. Dù sao hôm nay Tiêu Chính Văn cũng đã tiến vào hàng ngũ lãnh đạo cấp cao chân chính, có quyền sinh sát trong tay. Hắc Bá, tôi chỉ muốn nói, bất kỳ một người dân nào của Hoa Quốc, đều là anh chị em của Tiêu Chính Văn tôi. Tiêu Chính Văn nói xong, quay người nhìn về phía Thánh Giáo Đình. Ý của Tiêu Chính Văn đã rất rõ ràng. Ha ha, Hắc Bá đột nhiên vuốt râu cười nói, cậu Tiêu, sinh lão bệnh tử, mấy chục vạn người, mỗi năm chết đương nhiên cũng không chỉ 30.000 người. Không chỉ có trong lòng cậu Tiêu có Hoa Quốc, mà thiếu chủ cũng có trách nhiệm bảo vệ Hoa Quốc. Nghe Hắc Bá nói xong, Tiêu Chính Văn lúc này mới gật đầu đồng ý. Thánh Giáo Đình và gia tộc Zisis cũng chỉ có thể âm thầm chấp nhận, cho dù bọn họ không muốn nhìn thấy Âu Lục máu chảy thành sông, nhưng lời của bọn họ, ở trước mặt những người này, chẳng khác gì tiếng chó sủa, căn bản không ai quan tâm. Huống hồ trong mắt mọi người ở đây, người Âu Lục chẳng qua chỉ là súc vật mà thôi, chết thì đã sao? Chỉ là, việc ở vùng ngoài lãnh thổ, chúng tôi cũng không thể hoàn toàn làm chủ, nhưng vẫn có một chút quyền lên tiếng. Hắc Bá hít sâu một hơi, có vẻ lo lắng nói. Ngoài lãnh thổ coi trọng thực lực, phía Thiên Đạo Minh Ước, tuyệt đối không thể nào giao quyền sinh sát cho nhà họ Doanh. Hơn nữa, bởi vì Điện Thần Long quật khởi, rất nhiều thế lực lớn đều từ chối tham gia dạ tiệc, chẳng hạn như ba vị trưởng lão của Vạn Kiếm Cốc, cùng với một số thế lực có qua lại thân thiết với Vạn Kiếm Cốc, đều không bằng lòng ngồi chung cùng cậu Tiêu. Còn người nhà họ Điền là Điền Kỵ lúc này đang ở bên ngoài chiến trường ngoài vũ trụ, vì vậy không thể tới kịp. Hắc Bá lại lần nữa mở lời giải thích. Chương 4641 dù sao Tiêu Chính Văn vừa mới giết trưởng lão Thanh Dương, người của Vạn Kiếm Cốc không thể đến gặp trực tiếp Tiêu Chính Văn, cũng là hợp tình hợp lý. Điền Kỵ chính là thái thúc tổ của Điền Văn, vừa đại diện cho nước Tề, đồng thời cũng đại diện cho thế lực một phương. Theo lý mà nói, Tiêu Chính Văn là một người mới, vừa mới tiến vào hàng ngũ lãnh đạo cấp cao của vùng ngoài lãnh thổ, bất luận ông ta có công việc bận rộn như thế nào, cũng nên gặp mặt Tiêu Chính Văn một lần. Trước đó, Tiêu Chính Văn vài lần chèn ép Điền Văn, vì vậy nước Tề sớm đã căm thù Tiêu Chính Văn đến tận xương thủy, Điền Kỵ sao có thể gặp Tiêu Chính Văn chứ? Tôi xin nhận ý tốt của Hắc Bá. Tiêu Chính Văn đương nhiên hiểu rõ dụng ý trong lời nói của Hắc Bá, dù sao Tiêu Chính Văn đã giết Thanh Dương, mà trong tay anh đang nắm giữ bí thuật đã sớm thất truyền của các đại thế gia cùng với thế lực các phương. Sau khi Thanh Dương chết, những bí thuật này ắt cũng rơi nào tay Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn vừa dứt lời, lập tức ném bí thuật của các thế gia lên trên bàn. Tiêu Chính Văn thậm chí còn lười liếc nhìn những bí thuật này, nếu như thứ này có thể thu phục được lòng người thì hà cớ gì anh không làm. Mọi người hoàn toàn cô ngờ được rằng, Tiêu Chính Văn lại rộng lượng như vậy. Bọn họ rối rít cảm ơn Tiêu Chính Văn và lớn tiếng bảo đảm, cậu Tiêu rộng lượng như vậy, không so đo với hiểm nghi lúc trước, còn trả lại bí truyền tổ tiên cho chúng tôi. Từ nay về sau chỉ cần cậu Tiêu có việc cần tới chúng tôi, dù nước sôi lửa bỏng, chúng tôi cũng không chối từ. Mãi tới khi buổi tiệc kết thúc, sau khi tiễn người của thế lực các phương ra về, Hắc Bá mới nói với Tiêu Chính Văn, cậu Tiêu, ban nãy cậu thật sự không nên trả lại hết những bí thuật thượng cổ cho các thế gia lớn. Mặc dù bọn họ sẽ hết sức đội ơn cậu, thế nhưng cậu có từng nghĩ tới những thế gia và tông môn vẫn chưa lấy lại lưu truyền của bản thân hay không? Một khi bọn họ gây bất lợi cho cậu thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi đâu. Tiêu Chính Văn nghe vậy thì không hề lo lắng, ngược lại còn bình tĩnh nói, những bí thuật này vốn dĩ có được từ chỗ Thanh Dương, tôi muốn cho ai thì cho người đấy, tôi không muốn cho thì ai cũng đừng mong lấy được. Hắc Bá quay đầu nhìn Tiêu Chính Văn, bất lực cười khổ, sau đó chuyển chủ đề, thật ra theo lý mà nói dù Vạn Kiếm Cốc đang có suy tính gì thì hôm nay cũng nên có mặt mới phải. Hoa Quốc là một thế lực lớn của vùng ngoài lãnh thổ, thế nhưng không phải là duy nhất, Thiên Đạo Minh Ước chính là thế lực một phương độc lập bên ngoài Hoa Quốc, hơn nữa thực lực tổng thể còn có phần nhỉnh hơn Hoa Quốc. Bây giờ đại loạn sắp tới, thế lực các phương của Hoa Quốc chỉ có đoàn kết mới có thể tránh được kiếp nạn này. Vạn Kiếm Cốc vốn không nên nghe tới đạo lý đơn giản như thế cũng không hiểu. Còn về nhà họ Điền, Hắc Bá cũng không muốn phán xét thêm nữa,
Dẫu sao nhà họ Điền cũng đã về dưới trướng Khổng thị từ lâu, dù nhà họ Điền có đưa ra quyết định như thế nào thì Hắc Bá cũng chẳng thể can dự. Ý của Hắc Bá là cả vùng ngoài lãnh thổ, chí ít là bên phía Hoa Quốc chỉ có mấy cao thủ thiên cảnh chúng ta thôi ư? Tiêu Chính Văn nhíu mày trầm tư. Chương 4642, chí ít nếu như mấy lão quái vật không ra mặt thì là như thế, Hắc Bá khẽ gật đầu, thở dài nói. Xem ra tiêu hao của chiến trường vùng ngoài vũ trụ đối với vùng ngoài lãnh thổ vẫn là quá lớn, có điều, Vạn Kiếm Cốc đó rốt cuộc làm sao vậy? Tiêu Chính Văn nhíu mày hỏi. Thật ra Vạn Kiếm Cốc là thuật sĩ một phương, tìm hiểu cụ thể thì bọn họ có thể coi là hậu nhân của Chu Vương Thị, chủ nhân thực sự đứng phía sau Vạn Kiếm Cốc thật ra chính là Cơ Tính. Chỉ có điều, Cơ Thị từ sau khi Đại Chu diệt quốc tới nay vẫn luôn không hòa thuận với Hoa Quốc chúng ta, bọn họ có thể coi là một hoàng tộc cực kỳ đặc biệt, chưa nói tới việc bất hòa với Thương Hòa Hạ, bất đồng với Đại Tần và Hán thì cũng cực kỳ sâu. So ra thì Vạn Kiếm Cốc ngược lại còn thân cận với Thiên Đạo Minh Ước hơn một chút. Hơn nữa, theo tôi được biết, người sáng lập thực sự của Nho gia không phải là thằng danh Khổng Khưu mà là một cậu chủ của Chu Vương Thị, chỉ là người này hết sức thần bí, tới nay cũng rất ít người biết được thân phận thực sự của cậu ta. Hắc Bá nói tới đây thì cũng mang theo vẻ mặt lo âu. Thật ra trước đây Vạn Kiếm Cốc cũng chỉ là một thế lực nhỏ mà thôi, từ cuối thời kỳ chiến quốc tới nay đã chạy tới vùng ngoài lãnh thổ để lánh nạn. Mà khi đó đang là lúc Tần quét lục hợp, thiên hạ đại loạn, căn bản không có ai chú ý tới bọn họ. Chỉ là sau khi thiên hạ cuối thời Tần đại loạn, không ít cao thủ đều chạy tới vùng ngoài lãnh thổ lánh nạn, mà Vạn Kiếm Cốc cũng nhân cơ hội này mở rộng thế lực, lúc này bọn họ mới trở thành thế lực lớn mạnh một phương. Cộng thêm việc Thiên Đạo Minh Ước khi đó cũng bị tổn thất nguyên khí nghiêm trọng sau trận chiến với Hạo Thiên Sáng Thế, rất cần các thế lực lớn khác trợ giúp, vậy nên Vạn Kiếm Cốc mới lọt vào tầm ngắm của Thiên Đạo Minh Ước, hơn nữa còn kết thành đồng minh với Thiên Đạo Minh Ước. Chính vì như vậy, địa vị của Vạn Kiếm Cốc ở vùng ngoài lãnh thổ cũng hết sức đặc thù, thậm chí ngay cả nhà họ Khổng cũng phải dựa dẫm vào. Nếu như không phải có Doanh Thị và nhà họ Lưu, nhà họ Võ bảo vệ, Hoa Quốc bây giờ e rằng đã không còn tồn tại từ lâu rồi, dù là trận chiến Vi Hào xâm phạm Hoa Quốc từ hơn 100 năm trước cũng là do bọn họ khởi xướng. Nghe xong những lời này của Hắc Bá, trên mặt Tiêu Chính Văn không khỏi lộ ra vẻ phẫn nộ. Gì cơ, vậy mà lại do bọn họ khởi xướng? Hắc Bá gật đầu lia lịa, nói thật ra bọn họ cũng vẫn luôn tìm kiếm di tích Long tộc, đây cũng không thể coi là một kiểu phản bội, dù gì người chết vì tiền, chim chết vì ăn mà. Nghe Hắc Bá nói tới đây, Tiêu Chính Văn cũng đã hiểu ra mục đích thật sự của Vạn Kiếm Cốc. Thật ra Vạn Kiếm Cốc không phải đang nhắm vào Hoa Quốc mà là trên lãnh thổ Hoa Quốc ẩn chứa quá nhiều bí mật, bao gồm cả di tích Long tộc đều rất có khả năng đang được chôn giấu bên trong lòng Hoa Quốc. Thật ra năm đó nhà họ Doanh chúng tôi và nhà họ Hạng đều từng muốn ngăn cản, thế nhưng đáng tiếc là thế lực của hai nhà chúng tôi căn bản đều chẳng thể đối kháng được với Vạn Kiếm Cốc và Thiên Đạo Minh Ước. Dù là trong Đế Vương Các, mười mấy thế gia hoàng tộc cũng đều tham gia vào, thế nhưng tới cuối cùng vẫn chưa thể tránh được bi kịch nhân gian. Cũng chính vì như vậy, nhà họ Hạng mới kết thù với Thiên Đạo Minh Ước, mấy năm trước còn bị kẻ gian hãm hại, chết ở trụ sở của Thiên Đạo Minh Ước. Bây giờ, Hoa Quốc cũng chỉ biết dựa vào nhà họ Doanh để chống đỡ, nếu như Doanh thì còn xảy ra bất trắc, e rằng thế tục Hoa Quốc sẽ phải đối diện với đại nạn ngập đầu. Chương 4643, Hắc Bá chắp hai tay sau lưng, không ngừng thở dài. Cũng có thể nói, Vạn Kiếm Cốc vẫn luôn giúp Thiên Đạo Minh Ước làm việc, Tiêu Chính Văn trầm giọng hỏi. Cũng không hoàn toàn như vậy, cuối thời Đại Minh năm đó, vẫn là Vạn Kiếm Cốc ra mặt mới thuyết phục được quân Thanh không tiêu diệt toàn bộ người Hán trên lãnh thổ Hoa Quốc. Chỉ là sau này bọn họ lại câu kết với kẻ địch bên ngoài, thậm chí còn giúp đỡ Thánh Giáo Đình, vừa cho Âu Lục Lộng Hành xâm phạm vào Hoa Quốc vừa khai thác mỏ ở khắp nơi trên lãnh thổ. Mục đích của họ, tôi không nói thì hẳn cậu Tiêu cũng đoán ra được. Hắc Bá lại lên tiếng giải thích. Những chuyện giống như vậy, phía sau luôn luôn có kẻ thao túng, nếu không Âu Lục căn bản không thể vực dậy, càng không thể tiêu diệt sạch sẽ các chủng tộc lớn của Mỹ Lục. Có thể nói, bao nhiêu năm trở lại đây, quốc gia hay gia tộc nào trong thế tục, thương vong bao nhiêu, có bị tiêu diệt hay không đều do lãnh đạo cấp cao của vùng ngoài lãnh thổ định đoạt. Chính vì Mỹ Lục không có bất cứ quyền phát ngôn nào ở vùng ngoài lãnh thổ, vậy nên mới bị Âu Lục tiêu diệt sạch sẽ. Thậm chí hải chiến Giáp Ngọ, vốn dĩ bên thắng lợi phải là hạm đội của Hoa Quốc,
thế nhưng kết quả lại vì Vạn Kiếm Cốc đột nhiên ra tay can dự, tình hình mới lập tức thay đổi, toàn bộ thủy quân Bắc Dương của Hoa Quốc đều bị tiêu diệt, lúc này Vi Hào mới mở ra một thời đại hoàn toàn mới. Thế nhưng khi đó, nghị quyết của lãnh đạo cấp cao vùng ngoài lãnh thổ lại là muốn mượn trận chiến này để khiến cho Vi Hào diệt vong. Chỉ riêng chuyện này đã có thể nhìn ra được tầm ảnh hưởng của Vạn Kiếm Cốc ở vùng ngoài lãnh thổ lớn tới độ nào. Điều này cũng không khó để giải thích, sau lúc đó, gần như cả Âu Lục đều nhắm vào Hoa Quốc. Thậm chí trận chiến thứ nhất và trận chiến thứ hai sau đó cũng đều có bóng dáng của Vạn Kiếm Cốc. Nếu như không phải Vạn Kiếm Cốc ra mặt can dự, chủng tộc Ưu Đại đã diệt vong từ lâu rồi, bởi vì cả vùng ngoài lãnh thổ, tất cả thế lực các phương đều cực kỳ ghét bỏ dân tộc ích kỷ và hiểm độc như là Ưu Đại. Năm đó lúc đưa ra nghị quyết này, ngay cả Hachiki Orochi của Vi Hào cũng giơ hai tay tán thành chứ chưa nói tới bên phía Hoa Quốc và Âu Lục. Thế nhưng vẫn là do Vạn Kiếm Cốc ra mặt nên mới khiến cho chủng tộc vốn dĩ nên bị vứt bỏ như rác rưởi và biến mất khỏi thế giới này tồn tại được tới ngày hôm nay. Cậu Tiêu, Thiên Đạo Minh ước sẽ không từ bỏ việc tìm kiếm di tích Long tộc, mà lúc này cậu lại mang trong mình ba trái tim rồng, không, còn có nửa trái tim Bạch Long cũng được cậu Tiêu dung hợp rồi. Thế nhưng dù nói thế nào thì nhất định cũng phải nâng cao cảnh giác với Thiên Đạo Minh Ước. Hắc Bá lại nhắc nhở. Thiên Đạo Minh Ước, không biết Hắc Bá có biết lãnh đạo cấp cao của Thiên Đạo Minh Ước có những ai không? Tiêu Chính Văn lạnh lùng hỏi. Tôi chính là một trong số đó, đương nhiên, trước đây cậu đã từng gặp ông Trương rồi, còn về những người khác thì tôi không thể biết được, Hắc Bá cười khổ, nói. Chương 4644 thật ra thế lực các phương ở vùng ngoài lãnh thổ đều rối rắm phức tạp, luôn trong bạn có tôi, trong tôi có bạn, không chỉ doanh thị chúng tôi có người ở trong lãnh đạo cấp cao của Thiên Đạo Minh Ước mà nhà họ Lưu cũng có. Có những lúc, nhà họ Doanh chúng tôi cũng sẽ chấp hành nghị quyết của Thiên Đạo Minh Ước, chỉ là chúng tôi càng coi trọng lợi ích của Hoa Quốc hơn. Hắc Bá không hề che giấu mà trực tiếp thừa nhận quan hệ giữa nhà họ Doanh và Thiên Đạo Minh Ước. Vậy Điền Kỵ thì sao? Tiêu Chính Văn lại lên tiếng hỏi. Ông ta có lẽ là người của nhà họ Khổng, dù gì từ sau Đại Tề, Điền Thị vẫn luôn đi theo nhà họ Khổng. Có điều những năm trở lại đây, ông ta vẫn luôn ở chiến trường vùng ngoài vũ trụ, rất ít khi lộ diện ở vùng ngoài lãnh thổ, theo như tôi được biết, bây giờ ông ta đã là cao thủ thiên cảnh cấp 4 rồi. Nói tới đây, trên mặt Hắc Bá cũng lộ ra vẻ kính sợ. Điền Kỵ có thể nói là sự tồn tại không thể với tới ở vùng ngoài lãnh thổ, chỉ cần mấy người Bạch Khởi không ra mặt thì Điền Kỵ sẽ không có địch thủ. Dẫu sao ông ta và Bạch Khởi cũng là nhân vật cùng một thời đại. Có điều, mặc dù lần này Điền Kỵ không có mặt nhưng cũng cử người bảo tôi chuyển lời tới cho cậu Tiêu, nhà họ Trần và ông ta có quan hệ rất mật thiết, vậy nên vẫn mong cậu Tiêu đừng can dự tới nội bộ nhà họ Trần. Tiêu Chính Văn nghe vậy thì nhíu mày hỏi. Hắc Bá đang ám chỉ Trần Huy Tổ ư? Không sai, tôi nghĩ chẳng bao lâu nữa, nhà họ Trần sẽ cử người đón Trần Huy Tổ về trụ sở chính, tới lúc đó vẫn mong cậu Tiêu đừng ra tay can dự, Hắc Bá nói với giọng điệu thăm dò. Tiêu Chính Văn khẽ lắc đầu nói, Trần Huy Tổ gia nhập vào Điện Thần Long của tôi là thật, thế nhưng Điện Thần Long chúng tôi trước nay chưa từng trói buộc ông ta đi hay là ở. Nếu như ông ta muốn trở về thì sẽ không có ai ngăn cản. Còn nếu ông ta muốn ở lại thì bất cứ ai cũng đừng mong có thể dẫn ông ta đi. Hắc Bá cũng không nói thêm gì, dẫu sao địa vị bây giờ của Tiêu Chính Văn cũng phơi bày ra đó, dù anh có cưỡng chế giữ Trần Huy Tổ lại thì Hắc Bá cũng chẳng có gì để nói, dù gì đó cũng chẳng phải chuyện của nhà họ Doanh. Mặc dù giữa nhà họ Doanh và nhà họ Điền cũng có qua lại với nhau, thế nhưng thể diện của ông ta trong mắt nhà họ Doanh cũng chẳng đáng là bao. Hơn nữa, chủ mạch của nhà họ Trần đột nhiên muốn đón Trần Huy Tổ trở về trụ sở chính, điểm thời gian này cũng khiến cho Hắc Bá phải hoài nghi. Làm vậy rõ ràng là muốn ép Trần Huy Tổ giao nộp bí thuật của nhà họ Trần. Thái Bá, bên phía Thánh Giáo Đình, giáo chủ từ chiến trường vùng ngoài vũ trụ trở về đã ở bên ngoài cổng, nói có chuyện muốn thương lượng với anh Tiêu. Lúc này, một người đàn ông mặc đồ đen từ ngoài cửa bước vào bẩm báo. Hàng chân mày của Hắc Bá khẽ dao động. Suy xét một lát mới lên tiếng nói, cho ông ta vào. Chẳng mấy chốc, dưới sự dẫn đường của người đàn ông mặc đồ đen này, một nữ tu sĩ mặc bộ đồ tu sĩ màu đen sải bước tiến vào bên trong. Nữ giáo chủ của Âu Lục thông thường đều chỉ do đàn ông đảm nhận, ngay cả Tiêu Chính Văn cũng là lần đầu trông thấy giáo chủ là phụ nữ. Thế nhưng rất nhanh,
anh liền nghĩ ngay tới một nhân vật hết sức nổi danh trong lịch sử Âu Lục, thánh nữ Zinio. Chào cậu Tiêu, chào Thái Bá. Dù Zinio nổi danh đã lâu ở Âu Lục, thế nhưng khi gặp Tiêu Chính Văn và Hắc Bá thì vẫn chắp tay chào hỏi như thường. Chương 4645 có chuyện gì? Nói đi, Hắc Bá hết sức bình thản, tiện miệng hỏi một câu. Chuyến đi này của tôi là để truyền lại khẩu dụ của kiếm sĩ Hoàng Kim Elon, hy vọng cậu Tiêu có thể trả lại thánh quang thập tự trận của thánh giáo đình về cho chúng tôi. Zinio không chút lưỡng lự nói ra mục đích mình tới đây. Theo như thông tin đáng tin cậy, thánh quang thập tự trận đã rơi vào trong tay trưởng lão Thanh Dương từ hơn 1.000 năm trước, bây giờ cậu Tiêu đã giết trưởng lão Thanh Dương, vậy thì trận phổ của thánh quang thập tự trận chắc hẳn đang ở trong tay cậu Tiêu nhỉ. Zinio nói với giọng điệu đương nhiên là vậy. Tiêu Chính Văn nghe xong những lời này thì sắc mặt không khỏi trầm xuống. Đây nhất định là do sau khi giáo hoàng của thánh giáo đình trở về cũng đã mang theo thông tin Tiêu Chính Văn trả lại kế truyền cho các tông môn Hoa Quốc. Vậy nên bên phía thánh giáo đình mới nảy sinh suy nghĩ như vậy. Cũng không phải không thể trả lại thánh quang thập tự trận, chỉ là có đi mà không có lại thì thật là thất lễ, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Đương nhiên, trên mặt Zinio nở một nụ cười lạnh lùng, nhìn về phía Tiêu Chính Văn với vẻ khinh thường. Theo bà ta thấy, Tiêu Chính Văn chẳng qua cũng chỉ là một kẻ tiểu bối, vừa mới đặt chân vào hàng ngũ lãnh đạo cấp cao của vùng ngoài lãnh thổ, nền móng không hề vững chắc. Ít nhất tới bây giờ, Tiêu Chính Văn vẫn không có tư cách để ngông cuồng trước mặt bà ta như vậy. Huống hồ lần này bà ta tới cũng không phải đại diện cho bản thân mà là cho kiếm sĩ Hoàng Kim số 1 Elon. Vậy nên sau khi Tiêu Chính Văn nói ra những lời đó, trong lòng Zinio đã cảm thấy cực kỳ bất mãn đối với Tiêu Chính Văn. Có điều ở trước mặt Hắc Bá, dù cho bà ta đang nổi giận thì cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, nếu như ra tay với Tiêu Chính Văn ở cung Epang, đó không phải đang đánh Tiêu Chính Văn mà là tát lên trên mặt của nhà họ Doanh. Doanh thị không phải là thế lực mà thánh giáo đình bọn họ có thể tùy ý đắc tội, dù là kiếm sĩ Hoàng Kim số 1 Elon gặp Hắc Bá thì cũng phải quỳ xuống hành lễ. Nếu như đã biết thì còn không mau cút đi, Tiêu Chính Văn nhíu mày, lạnh lùng nói. Chữ cút vừa mới được thốt ra, sắc mặt của Zinio lập tức trắng bệch, đôi mắt như cá chết nhìn Tiêu Chính Văn đầy uất hận, giống như rất muốn xé xác Tiêu Chính Văn ra làm trăm nghìn mảnh. Bốp, không đợi bà ta lên tiếng, Hắc Bá đã giơ tay giáng một cái tát lên trên mặt Zinio, lạnh lùng quát mắng, ở trong mắt Hoa Quốc chúng tôi, Âu Lục chỉ là lũ súc sinh mà thôi, dám bất kính với cậu Tiêu như vậy, bà muốn chết sao? Zinio bị cú tát của Hắc Bá đánh văng ra xa mấy mét, mãi lâu sau mới bỏ dậy được từ trên mặt đất. Cũng chính cái tát này của Hắc Bá đã đánh cho bà ta tỉnh ra, quả thực ở trong thế tục, có lẽ người da trắng vẫn còn có chút địa vị, thế nhưng ở vùng ngoài lãnh thổ, chỉ cần không phải là da vàng mắt đen thì địa vị chẳng khác gì loài chó. Vâng, Thái Bá dậy phải, Zinio xin cáo lui. Nói xong, Zinio vội vàng quay người rời đi. Chương 4646 mãi tới khi Zinio đi xa, Hắc Bá mới khẽ nhíu mày nói, cậu Tiêu, thật ra cậu không nên đắc tội với thánh giáo đình đâu. Dù sao Tiêu Chính Văn cũng mới đặt chân vào hàng ngũ lãnh đạo cấp cao, lúc này đi đắc tội với thánh giáo đình rõ ràng không phải hành động thông minh. Thật ra bọn họ đã biết từ lâu, thánh quang thập tự trận vẫn luôn ở trong tay Thanh Dương, bọn họ không dám lên tiếng với Thanh Dương nhưng lại dám tới chỗ tôi để đòi hỏi, lẽ nào là đang khinh thường Tiêu Chính Văn tôi sao? Tiêu Chính Văn nói tới đây, sắc mặt cũng ngày càng trở nên lạnh lùng. Cậu Tiêu, cậu hiểu nhầm rồi. Nếu như sau lưng bọn họ không có ai thì sẽ không dám làm như vậy. Ban nãy cậu cũng nghe thấy rồi, ở vùng ngoài lãnh thổ thì người da trắng chỉ giống như con chó, chó mà dám sủa chủ nhân sao? Hắc Bá cười khổ, nói. Ồ, vậy ý của Hắc Bá là Hoa Quốc có người đứng phía sau lưng chống lưng cho bọn họ, Tiêu Chính Văn hỏi với vẻ khó hiểu. Thật ra cũng chẳng tới mức chống lưng, bởi vì hôm nay Điền Kỳ không đích thân tới, cũng có thể nói. Ông ta không hề coi trọng cậu Tiêu, ngày đó khi Thanh Dương đại diện Vạn Kiếm Gốc tới, Điền Kỳ còn đích thân tới cơ mài, mặc dù điều này không thể nói rõ được gì, thế nhưng lại là một kiểu công nhận. Cũng có thể nói, Điền Kỳ công nhận Thanh Dương nhưng không công nhận cậu Tiêu. Vậy nên Elon đương nhiên sợ Thanh Dương nhưng lại không sợ cậu Tiêu. Mà từ trước tới nay việc cậu Tiêu vẫn luôn bất hòa với nhà họ Điền ai ai cũng có thể thấy được, hôm nay Điền Kỳ lại cố tình né tránh. Thật ra trong lòng thế lực các phương đều hiểu rõ cả.
Tông môn và thế gia bên phía Hoa Quốc chúng ta còn dễ nói, thế nhưng bên phía Thánh giáo đình thì khó mà kiểm soát được. Làm kẻ nô tài quá lâu cũng sẽ muốn tìm người dễ bắt nạt để lên mặt. Hơn nữa, Thánh Quang Thập Tự Trận đối với Thánh giáo đình mà nói quả thực hết sức quan trọng, uy lực của huyết sắc thập tự trận vẫn còn kém xa. Vậy nên lần này cậu Tiêu đạc tội với Elon, sợ rằng sau này sẽ có một chút rắc rối, chỉ cần bên phía Điền Kỳ không lên tiếng, bọn họ tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Đặc biệt là kiếm sĩ Hoàng Kim số 1 có địa vị rất cao ở Thánh giáo đình, thực lực cũng trên ngưỡng thiên cảnh cấp 2, vậy nên về tình về lý, cậu ta e phải lấy lại thứ thuộc về Thánh giáo đình. Nghe xong những lời này, Tiêu Chính Văn nhíu mày nói, kiếm sĩ Hoàng Kim. Không sai, kiếm sĩ Hoàng Kim mới là thủy tố khai sinh ra kỵ sĩ Viên Trác và kỵ sĩ Thánh Điện, hơn nữa bọn họ đã tồn tại từ thời đại thần thoại của Âu Lục rồi. Nói kỹ ra thì kiếm sĩ Hoàng Kim được hóa thành từ 12 cột trụ bên trong cung điện của thần vương rất từ thời đại thần thoại Âu Lục. Chứ không phải là 12 cung hoàng đạo trong truyền thuyết. Bởi vì người Âu Lục mê muội ngu dốt, thậm chí trước cuối đời Đại Minh vẫn chưa có lịch pháp kiện toàn nên càng không thể biết được 12 cung hoàng đạo gì đó. Trên thực tế, 12 cung hoàng đạo bắt nguồn từ trong thiên thuật tử vi. Chương 4647 mà 12 kiếm sĩ Hoàng Kim của Âu Lục cũng chưa từng dùng 12 cung hoàng đạo để đặt tên. Thế nhưng chiến lực của mười mấy người này lại là đỉnh cao của Âu Lục. Sau khi bọn họ tiến vào vùng ngoài lãnh thổ, hậu nhân của bọn họ mới sáng lập lên Y viện Kỵ sĩ đoàn và Thánh điện Kỵ sĩ đoàn. Nếu như hắn ta thật sự muốn thử bản lĩnh thì có thể tới Đế Khư tìm tôi. Tiêu Chính Văn lại chẳng chút bận tâm. Trước đây anh trả lại những kế thừa kia cho các tông môn lớn, chủ yếu vẫn là vì nể tình mọi người cùng là đồng bào Hoa Quốc. Điều đó không nói lên rằng bất cứ ai cũng có thể tùy tiện đòi lại kế truyền từ chỗ anh. Hắc Bá lại nói chuyện với Tiêu Chính Văn thêm một lúc, sau đó lại ra lệnh cho Doanh Hân đưa Tiêu Chính Văn trở về Đế Khư. Sau khi thánh nữ Zinio bị ăn tát thì không dám ôm hận Hắc Bá mà tính hết món nợ này lên trên đầu Tiêu Chính Văn. Zinio vừa trở về Thánh giáo đình, giáo hoàng là người đầu tiên tiến đến. Thế nào, giáo hoàng gấp rút hỏi. Zinio nghiến răng bực tức hừ một tiếng, nói Tiêu Chính Văn không những không chịu trả lại mà còn lăng mạ đại nhân Elon. Rõ ràng trong mắt hắn không coi ai ra gì. Giáo hoàng nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn Zinio, bối rối nói, mặt của bà, bốp. Zinio giơ tay tát cho giáo hoàng một cái, sau đó quay đầu đi, lạnh lùng nói. Điền Kỳ không công nhận Tiêu Chính Văn, mà bên phía Vạn Kiếm Cốc cũng đã cử người đưa tin tới, dù chúng a có làm thế nào thì bọn họ cũng đều không nhúng tay vào. Thậm chí sẽ còn âm thầm tương trợ Tiêu Chính Văn ơi Tiêu Chính Văn, cậu nhất định sẽ phải trả giá cho chuyện ngày hôm nay. Vừa nói dứt lời, Zinio đã tung ra một nắm đấm đánh nát bảo vật cổ trước mặt. Thánh Hoàng bị, Zinio tát cho một bạt tai, chỉ dám giận chứ không dám nói. Thánh Hoàng vừa xoa bên má bị đánh sưng húp, vừa run giọng nói, đại nhân Zinio, tên Tiêu Chính Văn đó hiện giờ đã là cao thủ thiên cảnh, theo tôi thấy, hay là bỏ đi. Hừ, chỉ mới ở ngưỡng thiên cảnh thôi mà, thật sự coi bản thân là đỉnh cao ở vùng ngoài lãnh thổ rồi sao? Tôi phải nhìn xem một cao thủ thiên cảnh như cậu ta đối diện với đỉnh cao thiên cảnh cấp 2, khoảng cách tới cấp 3 cũng chỉ còn một bước nữa như đại nhân Elon kiểu gì. Zinio lại lên tiếng. Bên phía Tiêu Chính Văn, anh vừa mới trở về Đế Khư đã được biết nhà họ Trần cử người tới mong được gặp. Lúc này, một ông lão đang ngồi trong vọng tiên đình của Đế Khư, yên lặng đợi Tiêu Chính Văn trở về. Thấy Tiêu Chính Văn đang tiến về phía mình, ông lão vội vàng đứng dậy, chắp tay hành lễ kính chào cậu Tiêu. Nhà họ Trần cử ông tới à, Tiêu Chính Văn liếc nhìn ông lão, lên tiếng hỏi. Chương 4648 cậu Tiêu quả nhiên dự đoán như thần. Tôi tên là Trần Đức Chí, ông lão cười đon đả nói. Không biết ông cụ tới đây có chuyện gì, Tiêu Chính Văn ngồi lên sofa, nói. Trần Đức Chí hơi ngơ ngác, sau đó lại chắp tay nói, cậu Tiêu, cảm ơn cậu đã chăm sóc cho Trần Huy Tổ suốt khoảng thời gian vừa qua, giúp cho con cháu nhà họ Trần chúng tôi không bị ức hiếp. Trần Huy Tổ bên cạnh lại đang nhìn về phía Tiêu Chính Văn với vẻ hổ thẹn. Ông ta đương nhiên hiểu rõ. Nhà họ Trần bảo ông ta trở về vào thời điểm này là có ý đồ khác, lần này nhà họ Trần đưa ra điều kiện hết sức mê người, hơn nữa còn là Trần Đức Chí đích thân tới đón ông ta, khiến cho ông ta thật sự chẳng thể cự tuyệt thẳng mặt. Thật ra Trần Đức Chí này còn là ông nội của ông ta,
mặc dù tu vi chỉ ở ngưỡng đại đế, thế nhưng đó dẫu sao cũng là trưởng bối của mình. Ban đầu lúc Trần Huy Tổ bị chủ nhánh chính của nhà họ Trần đuổi đi, Trần Đức Chí không có ở nhà, vậy nên trong lòng Trần Huy Tổ, Trần Đức Chí vẫn là người có chút địa vị. Mà nhà họ Trần cũng đang lợi dụng điểm này nên mới cử Trần Đức Chí tới thuyết phục Trần Huy Tổ. Ý của ông thì sao? Tiêu Chính Văn quay đầu nhìn về phía Trần Huy Tổ. Thật ra Tiêu Chính Văn chẳng hề bận tâm tới chuyện này, dẫu sao Trần Huy Tổ vẫn là con cháu nhà họ Trần, nếu như người ta muốn nhận tổ quy tông thì Tiêu Chính Văn cũng không tiện ngăn cản. Cậu Tiêu, tôi, Trần Huy Tổ lắp bắp với vẻ mặt khó coi. Bảo ông ta nói ra mấy chữ muốn về nhà họ Trần ở trước mặt Tiêu Chính Văn thật sự hơi khó, dẫu sao suốt khoảng thời gian này Tiêu Chính Văn quả thực không hề bạc đãi ông ta. Anh chị em trong điện Thần Long cũng thân thiết như người một nhà. Trần Huy Tổ, ông đừng quên, ban đầu lúc ông bị người ta ức hiếp, bài xích, là ai đã giúp đỡ ông? Là ai đã truyền công pháp lại cho ông, để ông có được tu vi như ngày hôm nay? Từ Huy Tổ lạnh lùng quay đầu nói. Chuyện này, ông Từ, thật ra tôi, Trần Huy Tổ mấy lần muốn nói nhưng lại thôi. Bỏ đi, đừng nói nữa, tôi hiểu tâm tư của ông. Đi theo tôi, Tiêu Chính Văn nói rồi võ vỗ lên vai Trần Huy Tổ, đưa ông ta vào nhà trong. Cậu Tiêu, cầm lấy. Tiêu Chính Văn giơ tay ra, giao bí thuật của Thiên Thương Phá Lang vào trong tay Trần Huy Tổ, nói. Đây vốn dĩ là thứ của nhà họ Trần, vậy nên đương nhiên phải do ông bảo quản. Hơn nữa tới thời khắc mấu chốt nó cũng có thể bảo vệ cho ông thoát khỏi cái chết. Nghe thấy lời này, Trần Huy Tổ hơi ngỡ ngàng nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Cậu Tiêu, dù thân xác tôi ở đâu, sống là người của Điện Thần Long, chết là ma của Điện Thần Long, tôi chưa từng nghĩ tới chuyện muốn rời khỏi nơi này, Trần Huy Tổ giải thích với đôi mắt ngấn lệ. Tôi hiểu, tình thân là khó nứt nhất, cũng không nứt nổi. Thế nhưng Điện Thần Long mãi mãi là nhà của ông. Chào đón ông trở về bất cứ lúc nào. Nếu gặp phải rắc rối gì thì đều có thể trở về tìm tôi. Chương 4649 Điện Thần Long mãi mãi là chỗ dựa mạnh nhất của ông. Dù ở chân trời góc bể, chỉ cần Điện Thần Long còn tồn tại ngày nào thì bất cứ ai cũng không thể động tới ông. Tiêu Chính Văn khẽ võ lên bả vai của Trần Huy Tổ, nói. Tiêu Chính Văn vừa nói dứt lời, bên ngoài cửa truyền tới một loạt tiếng ồn ào. Ngay sau đó, một luồng khí tức khủng bố lập tức bao trọn lấy cả đế khư. Long Vương, Thánh giáo đình cử người tới rồi, Long Nguyệt vội vàng xông vào trong phòng, nói với vẻ mặt hơi căng thẳng. Không phải là Long Nguyệt sợ mà là luồng khí tức đó thật sự quá đáng sợ, dường như ngay cả đất trời một phương cũng đều bị cỗ khí tức đó nghiền nát chỉ trong nháy mắt. Ngay cả thánh địa như là đế khư cũng xảy ra động đất trên cấp 8, ngọn núi chính đều có thể cảm nhận được sự rung chuyển của mặt đất. Hơn nữa, một giây sau, trên bầu trời truyền tới một loạt âm thanh người hô ngựa hí, vô số kỵ sĩ kim giáp bao vây chật kín khoảng không. Khoảnh khắc này, ngay cả đông vực cũng đang chấn động, tất cả mọi người đều nhìn thấy kỵ sĩ kim giáp đông kinh kít. Giống như có thiên quân vạn mã, bất cứ lúc nào cũng có thể san phẳng đế khư. Ngay sau đó, vô số luồng thiên lôi giáng xuống từ trên bầu trời đế khư, bên trong tia sét dường như còn có một cặp ma nhãn đáng sợ đang nhìn đế khư chăm chăm. Nếu như không phải có tám vũ vương thần đỉnh chấn giữ thì đế khư lúc này e rằng đã trở thành một đống đổ nát rồi. Xoạt, một tia sáng màu vàng lao tới từ nơi xa, một người đàn ông uy vũ có mái tóc dài màu vàng, người mặc chiến giáp vàng, cưỡi một con thiên mã có hai cánh ánh lên sắc trăng thần thánh, lao thẳng về phía bầu trời đế khư. Chỉ riêng uy thế và khí tức bức người này thôi không biết mạnh hơn trưởng lão Thanh Dương biết bao nhiêu lần. Mà lúc này, cả đông vực như thể đang bị chiến mã của ông ta giày xéo dưới gót chân. Cùng lúc này, lại có hai bóng dáng mang theo khí tức không tầm thường xuất hiện trên khoảng không. Một người trong số đó chính là Hắc Bá, mà người còn lại chính là Bàng Nguyên. Hai người một trái một phải, phân tách hai bên. Ngay tức thì, cát bay đá cuốn, quét sạch cả đông vực. Gần như tất cả mọi người đều đang đưa ánh mắt hướng về phía đế khư. Người đàn ông mặc giáp vàng kia, không cần phải nói. Chính là kiếm sĩ Hoàng Kim số 1 của Thánh Giáo Đình. Còn hai người Hắc Bá và Bàng Nguyên thì mọi người cũng không còn xa lạ. Chỉ là không một ai ngờ được Tiêu Chính Văn vừa mới giết chết Thanh Dương mà lại dấy lên sóng lớn. Mặc dù uy danh của Tiêu Chính Văn như mặt trời đương buổi ban trưa, thế nhưng ở trong mắt Elon, Tiêu Chính Văn trung quy vẫn chỉ là một kẻ tiểu bối.
Chương 4650 đối diện với một tiểu bối, Elon vẫn cực kỳ tự tin ở lúc này, Elon xóa tóc ngang vai, bộ giáp màu vàng giống như một vầng thái dương chiếu sáng cả bầu trời đêm. Khí tức của ông ta quá đỗi mạnh mẽ, giống như mặt trời chiếu sáng vạn dặm trong bầu trời đêm, uy thế chấn động tám phương. Dù là trong thánh giáo đình, người dám xưng là số một cũng cực kỳ ít ỏi, chỉ từ trong tên hiệu của ông ta đã không khó để nhìn ra được thực lực của ông ta đã được cả thánh giáo đình thừa nhận. Đặc biệt là Hắc Bá lúc này cũng như gặp phải kẻ thù lớn, thậm chí còn dẫn theo cả bảng nguyên tới. Hừ, làm sao, lấy đông thắng ít sao? Thánh giáo đình chúng tôi cũng có cao thủ. Khi ông ta vừa nói dứt lời, bên phía thánh giáo đình lập tức lóe lên vô số ánh sáng màu vàng. Hàng chục tia sáng màu vàng xé toang màn đêm và lao thẳng về phía đế khư chỉ trong nháy mã. Lại một cao thủ thiên cảnh. Chuyện này sao có thể? Không phải chứ, hai cao thủ thiên cảnh. Lần này đế khư toang rồi. Gần như tất cả mọi người của Đông Vực đều ngỡ ngàng nhìn về phía bầu trời. Tiêu Chính Văn vừa đạt thiên cảnh cấp 1, mọi người đều cho rằng nếu hai vị cao thủ thiên cảnh cùng ra tay thì hôm nay Tiêu Chính Văn sẽ chết. Dù sao những người tới lần này cũng không phải cường giả thiên cảnh bình thường, mà là thiên cảnh cấp 2, thậm chí có cả cao thủ thiên cảnh cấp 3, cho dù Tiêu Chính Văn tài giỏi đến đâu thì cũng không thể xoay chuyển tình thế. Hừ, từ lâu tôi đã có linh cảm loại người như Tiêu Chính Văn không thể tiến xa được. Hôm nay chính là ngày chết của Tiêu Chính Văn. Lúc này, không ít người trước đây từng bị Tiêu Chính Văn xử lý cũng âm thầm chờ xem trò cười của Tiêu Chính Văn. Elon, ông có thể đại diện cho Thánh Giáo Đình, đấu với Hoa Quốc chúng tôi không? Sắc mặt Hắc Bá xám xịt, nói với Elon kiêu ngạo đứng trên không trung. Người nham hiểm như Elon sao có thể không nhận ra Hắc Bá đang cố ý đào hố chôn mình? Chỉ cần ông ta gật đầu thì Thánh Giáo Đình sẽ trở thành kẻ thù số một của mọi thế lực ở Hoa Quốc. Thái Bá, ông nói nghiêm trọng quá rồi. Giữa Thánh Giáo Đình và Hoa Quốc không có thù oán gì cả. Hôm nay, tôi đến đây chỉ để giải quyết một số ân oán cá nhân mà thôi, mong Thái Bá đừng hiểu lầm. Mặc dù Elon nói chuyện rất lịch sự, nhưng trong mềm mỏng lại đem theo sự cứng rắn, né tránh câu hỏi của Hắc Bá. Đông Vực là lãnh thổ của Hoa Quốc chúng tôi, ông dẫn người tới đây không phải để gây chiến với Hoa Quốc thì là gì? Hắc Bá lạnh lùng nhìn Elon. Nghe vậy, Elon mỉm cười nói, Thái Bá, tôi chỉ tìm Tiêu Chính Văn, không liên quan gì đến những người khác. Tôi cũng không cần truy cứu trách nhiệm của những người khác trong Điện Thần Long. Nói xong, thanh kiếm vàng kim trong tay Elon tỏa ra kiếm khí, những tia sáng chiếu xuống. Hắc Bá nghe vậy cũng nhíu mày. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 129.